Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay thì mình cũng muốn giới thiệu một chút về kênh của mình dành cho những bạn mà mới lần đầu tiên đến với kênh. Thì các bạn có thể vào danh sách phát của mình để nghe những bộ truyện mà mình đã đọc full rồi nha. Bộ nào chưa full thì mình để tình trạng là đang ra. Hai nữa là các bạn có thể qua kênh AI Audio để nghe bộ truyện mà mình đang phát sóng ở bên kênh đó có tựa đề Xuyên không thay cạn bã nuôi vợ nhỏ. Hiện tại thì đang đến tập 2 rồi. Mọi người qua đó để ủng hộ cho mình nhé. Nhớ đăng ký kênh và để lại bình luận của mình mỗi khi nghe xong truyện. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của bộ truyện Cô dâu sung hỉ của Tổng tài mù. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 2. Nào, xem tôi làm thế nào dạy dỗ bọn họ. Lục Kiều không sợ. Đây là thiếu phu nhân à? Lớn lên thật là thanh tú, thật xinh đẹp. Dì Triệu đi đến bên cạnh Lục Kiều, cười toe toét đến tận mang tai. Đại thiếu gia nhà chúng ta thật là có phúc khi cưới được một cô vợ xinh đẹp như vậy. Đại thiếu gia, cậu phải dưỡng thân thể cho thật tốt, nhanh chóng hồi phục thị lực, rồi cậu sẽ biết thiếu phu nhân của chúng ta đẹp cỡ nào. Lời khen ngợi này khiến Lục Kiều cảm thấy có hơi xấu hổ. Mấy ngày nay ở đây có nhiều người hầu như vậy, Lục Kiều không hề cười một chút nào, nhìn ai cũng tràn đầy thù địch. Trong mắt của những người hầu cũng tràn đầy sự khinh bỉ, coi thường Lục Kiều. Lần này, đám người dì Triệu lại không giống vậy, họ đặc biệt chân thành và thật thà. Lục Kiều cũng nhìn ra được tâm tư yêu ai yêu cả đường đi của dì ấy. Cô là vợ mới cưới của Hoắc Kính Đình, cho nên đám người dì Triệu mới đối xử tốt với cô như vậy. Đổi một cách nghĩ khác, những người này thực sự chăm sóc Hoắc Kính Đình rất tốt, ít nhất là không cần phải lo lắng về việc bên trong đồ ăn bị hạ độc. Việc nhà cứ giao cho chúng tôi dọn dẹp chỉnh đốn. Hai vợ chồng trẻ thiếu gia với phu nhân cứ đi ra ngoài chơi đi. Đại thiếu gia cũng đã rất lâu rồi không ra ngoài, đi cho khuây khỏa đi. Dì Triệu liên tục thúc giục, Lục Kiều cũng có ý này. Hoắc Kính Đình cũng có chút hưng phấn. Anh đã bị cấm cửa quá lâu rồi, ra ngoài hít thở không khí tự do đều trở thành một điều xa xỉ. Anh chị đi hẹn hò đi, em sẽ không làm bóng đèn đâu. Em về trước đây. Anh cả đi chơi vui vẻ nhá. Mua cho chị dâu nhiều đồ xíu nhá. Hoắc Tĩnh Văn đặc biệt tinh mắt. Đây là lần đầu tiên hai vợ chồng người ta ra ngoài chơi, một cô em chồng như cô ấy tham gia vào làm gì chứ. Đi bộ vài bước đã đi ra ngoài. Bên trong biệt viện vang lên tiếng cười nói. Sự tươi sáng vui vẻ này hoàn toàn trái ngược với không khí trầm lặng lúc trước. Dường như lớp sương mù bao trùm không gian của biệt viện đã biến mất ngay lập tức. Gió nhẹ mây lững lờ trôi, hiếm khi có một thời tiết tốt vào mùa đông như thế này. Mặc nhiều một chút, anh đưa em đi dạo công viên, ăn một bữa thật no, chơi đến khi trời tối mới về. Em cũng có thể gọi bạn bè ra ngoài cùng tụ tập. Lục Kiều kéo Hoắc Kính Đình không thể chờ đợi được nữa đi ra ngoài. Thời tiết mùa đông phải mặc thêm nhiều áo một chút mới được. Mấy ngày nay già vừa ốm nên đừng có mà ốm thật nha. Vừa định trở về phòng, Hoắc Tĩnh Văn lại chạy trở về. Trên mặt không hề có sự thoải mái vui vẻ lúc nãy, có chút căng thẳng. Chị dâu, hỏng rồi. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Tam Tẩu đem người qua đây. Hoắc Tĩnh Văn vừa ra tới cửa đã thấy xe của Tam phu nhân chạy tới, lại dắt theo một quản gia lớn tuổi, vội vàng chạy trở về để báo tin. Chị dâu, Hoắc gia bây giờ là do nhị ca đứng đầu làm chủ, tam ca thì chiếm được vinh quang, nên tính tình Tam Tẩu luôn luôn gắt gỏng, chị cũng đừng trực tiếp đụng chạm với cô ta. Không sao đâu, chị còn không chịu nổi cô ta sao? Lục Kiều xắn tay áo, bộ dạng sẵn sàng chuẩn bị làm việc lớn. Hoắc Tĩnh Văn có chút lo lắng, đang nói chuyện thì Tam phu nhân đã dẫn người đi vào trong. Tam phu nhân phải tới sớm một chút, lần trước bà ta đã vụt mất đi cơ hội đầu tiên rồi, bị lão nhị gia kia chiếm lợi. Hơn phân nửa trong số 20 người hầu đến là do lão nhị gia sắp xếp. Lần này nghe nói những người hầu trong biệt viện đều chủ động từ chức, Tam phu nhân cảm thấy thời cơ đã đến nên vội vàng dẫn người tới đây. Chị dâu, Tam phu nhân hất mông lắc lư đi vào. Vừa bắt đầu gặp mặt đã quét cho Lục Kiều một ánh mắt đầy đủ các loại khinh bỉ, coi thường. Nở một nụ cười giả tạo chào hỏi Lục Kiều. Lục Kiều chặn lối vào cửa Tam Tấn Viện, không cho phép cô ta bước vào Tam Tấn Viện.
Em ba, còn có việc gì sao? Mặt Lục Kiều tiếp tục không biểu cảm, hơn nữa còn có chút uy nghiêm. Trong lòng Tam phu nhân thầm bĩu môi, không thể hiện gì ra ngoài. Không phải là vì nghe nói biệt viện bên này đang thiếu nhân lực sao? Sức khỏe của anh cả rất quan trọng, bên cạnh không có ai chăm sóc thì sao mà được. Chị dâu cũng là người mới đến, việc đối nhân xử thế cũng không quá hiểu, cho nên em mang một quản gia đến cho chị dâu, ở bên cạnh giúp đỡ chị dâu quản lý biệt viện một cách gọn gàng ngăn nắp. Lại đây, quản gia Từ, chào hỏi đại phu nhân đi. Đang nói thì quản gia Từ phía sau tiến lên một bước, mặc một bộ âu phục màu đen, đầu tóc được búi lên gọn gàng, đôi mắt rũ xuống khóe miệng, là một nữ quản gia trông có vẻ hung dữ, khẽ cúi đầu trước Lục Kiều. Chào đại phu nhân. Chị dâu, chị đừng coi thường quản gia Từ, đây là một sinh viên tài năng tốt nghiệp từ học viện quản gia nước ngoài, một quản gia cao cấp mà chỉ quý tộc Anh mới có thể mua được. Bây giờ đến biệt viện giúp đỡ, chị dâu có thể thong thả nghỉ ngơi rồi. Lục Kiều giả vờ làm bộ dáng mở to mắt, gật đầu ba cái, miệng không ngừng ồ ồ. Cao cấp vậy sao? Nói như vậy tức là công việc gì cô ta cũng biết làm hết à? Chắc chắn rồi, từ lễ nghi ăn uống trên bàn ăn đến quản lý các công việc gia đình, sau đó sắp xếp nhân lực để hỗ trợ chủ nhân, đó gọi là chu toàn về mọi mặt. Nếu đã có tài năng như vậy, vậy thì cô hãy đi dọn dẹp nhà vệ sinh sạch sẽ đi, vất vả rồi, sau này việc cọ bồn cầu đều giao cho cô. Hoắc Tĩnh Văn không nhịn được cười phá lên, lời này của chị dâu có chút cay độc. Tam phu nhân cũng có chút mất mặt, quản gia Từ cũng ngơ ngác, trên cái mặt nạ cứng ngắc xuất hiện vài vết nứt. Cô ta là quản gia, không phải tạp vụ. Sắc mặt Tam phu nhân có chút vặn vẹo, cố gắng duy trì lý trí. Lục Kiều làm ra vẻ mặt khó hiểu, hỏi ngược lại Tam phu nhân. Quản gia cũng là người làm trong biệt viện đúng không? Đúng. Đều là người làm còn phân biệt loại này loại kia sao? Đều không phải là vì chăm sóc Hoắc Kính Đình sao? Nhưng mà trong công việc không có phân biệt địa vị cao thấp, làm tổng thống hay là cọ bồn cầu cũng đều là để kiếm sống, cô không được bợ đít nịnh hót nha. Tam phu nhân bị những lời của Lục Kiều làm cho nghẹn đến không biết nên nói cái gì. Cô ta là quản gia mà, không thể đi cọ bồn cầu được. Vậy tôi giữ cô ta lại thì có ích lợi gì? Mời một người hầu không biết gì về để làm linh vật may mắn à? Quan trọng là cô ta trông cũng không có tinh thần vui vẻ gì. Tiền của cô nhiều, cô muốn tiêu bao nhiêu tiền cũng được, nhưng thuốc mà Hoắc Kính Đình uống để trị bệnh tốn rất nhiều tiền, lại không có dư tiền để nuôi dưỡng những kẻ làm biếng. Lời của Lục Kiều nói vô cùng hợp tình hợp lý. Hoắc Tĩnh Văn nhìn thấy sắc mặt Tam Tẩu từ đỏ chuyển sang trắng rồi lại tím, cười suýt nữa làm nội thương. Tam Tẩu có thói quen ngang ngược, cô ta không ngờ rằng có ngày mình sẽ chịu sự khuất phục trước Lục Kiều. Cô ta phách lối không sợ ai, mà Lục Kiều so với cô càng phách lối hơn. Quan trọng là sự phách lối của Lục Kiều mà là nói có sách mách có chứng. Tam phu nhân chưa từng bị ai bắt chẹt như vậy bao giờ, thật muốn tức giận quay đầu bỏ đi. Nhưng cô ta tới lời chồng nói, bắt buộc phải đặt người của mình bên cạnh anh cả để theo dõi nhất cử nhất động của anh. Chỉ biết kìm nén cơn giận, nhìn về phía quản gia Từ. Việc gì quản gia Từ cũng biết làm hết. Quản gia Từ không nói gì, cô ta đến đây để làm quản gia, chứ không phải đến đây để làm tạp vụ dọn dẹp nhà vệ sinh. Nhưng Tam phu nhân đã đưa mắt ra hiệu với cô ta. Quản gia Từ chỉ đành gật đầu. Tôi biết làm. Vậy thì tốt, đừng ở không nữa, đi làm việc đi. Tam phu nhân làm yên lòng quản gia Từ bằng một ánh mắt an ủi, ý tứ đó là chỉ là tạm thời mà thôi, dần dần sẽ tốt lên. Lục Kiều giả vờ không thấy. Vậy thì em xin phép về trước. Chị dâu, sau này có chuyện gì thì nói với em một tiếng nha. Không tiện. Lục Kiều không thèm động đậy gì. Tam phu nhân quay người lại, mặt tức giận đến nỗi vặn vẹo. Ở đâu mà rước cái người này về vậy, còn có thể làm người khác tức chết. So với việc khen chê chưa nói, nắng mưa thất thường của lão nhị gia, thì người của đại gia mới thực sự là pháo nổ, là cái loại mà chỉ cần châm ngòi là nổ ấy. Nói chuyện thẳng thắn, làm việc ngay thẳng, chưa bao giờ giấu giếm sự ghét bỏ của mình. Chán ghét chính là chán ghét, cô thể hiện rất rõ ràng, còn có mở miệng ra là khiến người ta tức chết. Hai lần gặp đều bị chọc giận hai lần,
Tam phu nhân cảm thấy suýt chút nữa bị Lục Kiều chọc tức chết rồi. Dì Triệu dìu Hoắc Kính Đình đi ra, vừa nhìn đã thấy rất thân thiết. Dì Triệu nhét Hoắc Kính Đình trong mềm bông, chỉ sợ anh bị đông lạnh. Lấy xe lăn cho thiếu gia, đi bộ nhiều rồi, thư giãn chút đi. Dì Triệu dặn dò, đồng thời mang cho Lục Kiều một chiếc áo bành tô. Mặc thêm áo vào kẻo lạnh. Lục Kiều cười, dì Triệu tốt thật đấy. Chúng ta đi thôi, buổi tối về nhà ăn cơm. Được, tôi sẽ nấu món thiếu gia thích ăn nhất. Đại phu nhân, cô thích ăn gì thì cứ nói với tôi sẽ nấu. Quản gia Từ đang định đi cọ rửa nhà vệ sinh, nghe thấy bọn họ nói chuyện phiếm liền lập tức dừng lại. Đại thiếu gia và đại phu nhân muốn đi ra ngoài sao? Cô ta đứng ngăn trước mặt Hoắc Kính Đình và Lục Kiều. Ừ, ra ngoài. Lục Kiều tỏ ra không hài lòng. Đi đâu vậy? Tùy tiện đi dạo một chút. Đi dạo ở đâu? Cô quản tôi à? Tôi muốn đi đâu thì đi. Hai vợ chồng chúng tôi đi hẹn hò mà còn phải nói với cô à? Lúc này Lục Kiều đã không kiềm được nóng nảy. Hoắc Kính Đình vỗ nhẹ vào tay Lục Kiều, ý bảo cô đừng tức giận như vậy. Quản gia Từ, cô chỉ là một quản gia, không cần quản đến chuyện của chủ mình. Cô cứ làm tốt công việc của mình là được rồi. Đại thiếu gia, tôi là quản gia, tôi sẽ phụ trách hết tất cả công việc của cậu và phu nhân. Cậu đi đâu tôi đều phải biết, ngộ nhỡ như có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn thì tôi cũng sẽ biết đi đâu để đón cậu. Nghe ý tứ này của cô là điện thoại vẫn chưa được phát minh sao? Có phải là cô muốn đeo vòng định vị lên cổ anh ấy luôn không? Đại phu nhân, cô đừng hiểu lầm ý của tôi. Tôi làm vậy cũng là muốn tốt cho đại thiếu gia. Mắt cậu ấy không nhìn thấy, chân cũng không tiện. Bên ngoài lại lạnh như vậy, cậu ấy ra ngoài làm gì? Xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm? Đại thiếu gia, bên ngoài rất loạn, cậu vẫn nên ở nhà dưỡng bệnh thôi. Lục Kiều tức điên cả đầu. Điều khiến cô khó chịu nhất chính là kiểu nói chuyện này. Mỹ kỳ danh viết là vì Hoắc Kính Đình, nhưng thực chất lại là một loại giam lỏng. Giam lỏng Hoắc Kính Đình còn lo lắng anh xa cách với xã hội, trong lòng có khúc mắc nên vẫn viện cớ này để tiếp tục bị giam lỏng anh. Tôi có thể đánh cô ta không? Lục Kiều hỏi Hoắc Kính Đình, không thể nhịn được nữa, cô muốn đánh cô ta. Hoắc Kính Đình có tức giận đến như thế nào, nhưng tác phong và khí phách của anh không cho phép mình động thủ với người làm trong nhà. Tam muội đi rồi sao? Tam muội, cô đưa quản gia Từ đi đi. Tam miếu nhỏ không thỉnh nổi vị đại Phật này. Tam phu nhân chưa đi xa, nghe thấy Hoắc Kính Đình gọi, cô ta liền vội vàng quay lại. Anh cả, bên ngoài nhiều vi khuẩn lắm, sân lớn như vậy anh có thể ở nhà tản bộ, đi ra bên ngoài làm gì? Quản gia Từ nói cũng có đạo lý. Chị dâu, nếu như chị muốn đi dạo phố thì em sẽ đi cùng, để cho anh cả ở nhà đi. Tôi và cô rất thân thiết sao? Tôi đi hẹn hò với chồng tôi mà còn phải có sự đồng ý của cô. Được rồi, Hoắc Kính Đình quát lớn một câu, không để các cô tiếp tục cãi nhau, anh kéo tay Lục Kiều. Chúng ta đi. Anh bước từng bước sang bên cạnh, muốn tách khỏi sự cản trở của quản gia Từ và tam muội. Quản gia Từ cũng không có ý định buông tay, cũng bước một bước ngăn trước mặt Hoắc Kính Đình. Đại thiếu gia, cậu đi đâu? Vừa nói, cô ta vừa giơ tay đẩy Hoắc Kính Đình đến gần cô. Hoắc Kính Đình bây giờ là một người mù không nhìn thấy gì. Bị người này đẩy nhẹ một cái, thân thể ngửa ra sau, hai chân lại không tiện, lảo đảo lui về phía sau hai bước. Nếu không phải Lục Kiều đỡ cánh tay anh, chỉ sợ Hoắc Kính Đình đã ngã xuống. Hành động này đã châm ngòi cho lửa giận của Lục Kiều. Sau khi đỡ Hoắc Kính Đình đứng vững, cô xắn tay áo, bàn tay vung mạnh tát cô ta một cái. Cô không có mắt sao? Còn dám đẩy chồng tôi? Quản gia Từ bị cái tát mạnh này làm cho đầu óc choáng váng. Tam phu nhân không ngờ lại xảy ra chuyện này. Rất rõ ràng đây là quản gia Từ không đúng, nhưng Lục Kiều ra tay đánh người không phải là quá đáng hay sao? Đây là người cô ta bỏ ra nhiều tiền để mời đến giúp đỡ, không thể nhìn người bị đánh. Tam phu nhân liền chạy nhanh đến ngăn cản. Chị dâu, cô ấy cũng không phải là cố ý. Còn cô nữa, cô có mưu đồ gì? Cô muốn hại chết anh ấy đúng không? Đồ lòng lang dạ sói, hôm nay tôi sẽ không để cho các người yên. Như một quả pháo nhỏ, cô lao vào góc nhặt một cây chổi, vung một vòng đánh trúng quản gia Từ. Quản gia Từ sợ đến mức hét lên rồi xoay người bỏ chạy. Tam phu nhân không ngăn cản được,
Ngay cả Tam phu nhân Lục Kiều cũng đánh nha. Ăn một cây chổi, Tam phu nhân và quản gia Từ đều hốt hoảng mà chạy. Đừng chạy, đứng lại đó. Lục Kiều cầm chổi đuổi theo phía sau, cô một mạch đuổi theo đến cổng chính. Tam phu nhân đầu tóc rối loạn, quần áo rách nát, túi xách hàng hiệu cũng bị vứt mất, siêu cấp chật vật leo lên xe. Quản gia Từ đầu bù tóc rối, trên mặt còn có dấu tay, trên người dính đầy bụi do chổi để lại. Cô ta nhanh lên xe, chiếc xe nhanh như chớp phóng đi thật xa. Lại đến đây một lần thì đánh một lần, còn dám đưa người vào biệt viện, tôi đều sẽ đánh chết. Lục Kiều ném cái chổi ra xa như bà điên gào thét. Vừa quay người lại, cô nhìn thấy nhị phu nhân ở bên cạnh. Lục Kiều trừng mắt. Cô tới đây làm gì? Nhị phu nhân trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy toàn bộ quá trình Lục Kiều dùng chổi đánh Tam phu nhân và quản gia. Khó có thể tưởng tượng người này là danh môn vọng tộc, thiên kim tiểu thư, hoắc đại phu nhân cao quý, lại hành động như người đàn bà tranh chua ở chợ. Bọn cô đều là con dâu của nhà quý tộc, được học cao, tiếp thu nghệ thuật, từng được đào tạo danh viện. Mỗi một động tác ngồi, nằm, lời nói đều có chuẩn mực riêng. Thô tục mắng chửi người đều là không tao nhã, không thể làm tổn hại thân phận, làm chuyện mất mặt xấu hổ như vậy, truyền ra ngoài làm gia tộc hổ thẹn. Cô được giáo dục như thế nào vậy? Như thế nào lại cầu thả, không hề có chút khí chất nào? Thiên kim tiểu thư danh viện cũng không phải là một kẻ lưu manh vô lại, một người đàn bà tranh chua dũng mãnh. Nhưng vị đại phu nhân này không thèm quan tâm những điều này một chút nào, là hét chửi bới, cầm cán chổi đánh người, giống như thổ phỉ chiếm núi. Hơn nữa, đó là tam phu nhân, các cô cũng coi như là chị em dâu, nào có chuyện chị dâu có thể đuổi đánh em dâu, không biết xấu hổ sao? Cũng không cần thanh danh à? Cô còn lại làm như vậy, đại phu nhân này thật là quái đản. Còn có chút dọa người, bị ánh mắt này nhìn chằm chằm, nhị phu nhân còn nhớ rõ vừa rồi Lục Kiều nói, người nào đưa người vào biệt viện sẽ bị đánh chết. Cô ta trộm vẫy tay với quản gia mà mình dẫn tới, vị quản gia này cũng nhanh chóng trở lại xe, sợ mình bị đánh. Nhị phu nhân cười giả dối, không dám lại gần nửa bước. Em tới thăm anh cả, còn tiện thể mang cho anh cả một ít thuốc bổ. Không phải là phái quản gia khác tới hay sao? Không phải, em tới tặng đồ. Vậy cô vào đi, nếu như cô mang quản gia tới, tôi cũng sẽ đuổi đánh cả cô và quản gia của cô. Nhị phu nhân ném lại thuốc bổ giống như ném túi thuốc nổ, bỏ chạy mất dạng. Bọn dì Triệu cười vui vẻ, họ rất thích vị đại phu nhân này, không có giả vờ hư tình giả ý, bụng dạ thẳng thắn lại vui vẻ. Hoắc Kính Đình day day huyệt thái dương, thở dài để giải tỏa sự hậm hực. Nhìn Lục Kiều nhảy chân sáo, khí thế hiên ngang như một quý anh chiến thắng trở về, Hoắc Kính Đình bật cười. Đi thôi, đi ra ngoài chơi đi. Lục Kiều đánh nhau thắng nên cực kỳ phấn chấn, kéo Hoắc Kính Đình đi ra ngoài. Hoắc Kính Đình liền nhắc nhở cô, kiềm chế tâm tình lại đi, không nên biểu lộ tất cả cảm xúc ra bên ngoài. Không thể cứ nói một câu không hợp rồi lao vào đánh nhau. Sẽ có người nhân cơ hội cào cấu cắn xé, bắt lấy nhược điểm của em đấy. Quân tử báo thù 3 năm cũng chưa muộn. Tính tình nóng như lửa thực sự rất có hại, em không muốn nhẫn nhịn đấy. Đúng là quân tử báo thù 3 năm sau cũng không muộn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn này em đã phải chịu khổ nhiều biết bao, rất ấm ức. Em phải nhẫn nhịn sắp đến phát điên rồi. Chỉ có cách đánh ngay tại chỗ mới sảng khoái. Lục Kiều lắc đầu phủ nhận, tuyệt đối không cần chịu đựng, nhịn hoài sẽ rất đau khổ nghẹn đắng. Có thủ án gì thì trả ngay tại chỗ, vậy sung sướng hơn nhiều. Hoắc Kính Đình có chút không nói thành lời, cô nói cũng có lý. Nói như thế nào mới đúng nhỉ? Để giải tỏa nỗi hận trong lòng, chỉ có cách rút kiếm chém chết địch. Báo thù ngay tại chỗ thì sẽ không quên được, cũng sẽ không giận bản thân mình đến chết. Hoắc Kính Đình thầm lắc đầu thở dài, sau đó mỉm cười. Thôi được rồi, vợ mình cứ việc lòng dạ ngay thẳng, không chịu thiệt thòi cũng rất tốt. Không cần lo cô ấy bị bắt nạt, sẽ chỉ biết tìm chỗ trốn mà khóc. Về phần có thể đắc tội với ai đó, chẳng phải vẫn còn mình đây sao? Mình có thể giúp Lục Kiều kết thúc vấn đề. Một người xông lên phía trước, một người ở phía sau phòng thủ, vợ chồng chung tay cùng nhau phối hợp ăn ý. Đúng rồi, chính là như vậy đấy. Hoắc Kính Đình âm thầm hạ quyết tâm.
Đi chơi ở đâu đây? Anh muốn đi đâu? Lục Kiều hỏi Hoắc Kính Đình. Hơn một năm rồi anh không ra ngoài, có nơi nào đặc biệt muốn đến không? Hoắc Kính Đình bị hỏi liền đơ ra. Đi đâu đây? Trước khi bị tai nạn, anh là một người nghiện công việc, nơi duy nhất anh muốn đến là công ty. Nhưng bây giờ anh ấy đến công ty, chắc chắn sẽ có một trận mưa máu gió tanh diễn ra. Không biết được cậu hai và cậu ba tính toán nghĩ cái gì, nhưng anh cũng chẳng phải là một người hay đi cưỡi ngựa xem hoa, cũng không biết nhiều nơi để giải trí. Bà ngoại em có chuyển qua đây chưa? Hoắc Kính Đình nhớ tới bà ngoại của Lục Kiều. Không có chuyển. Lục Kiến nói bệnh viện không có giường bệnh, chẳng qua là không muốn tốn tiền cho bà ngoại mà thôi. Lục Kiều có chút không vui, cái miệng nhỏ nhắn hơi mím lại. Lục Kiến làm quá nhiều chuyện xấu, ông ấy sẽ không có kết cục tốt đâu. Điều em lo là ông ấy phá sản rồi. Bệnh tình của bà phải làm sao? Em không có nhiều tiền như vậy để thay phận cho bà. Em cũng muốn bà ngoại thay sớm rồi tiếp nhận trị liệu. Chúng ta tới quán cà phê gần bệnh viện Nam Hồ đi. Tôi đi gặp bạn cũ. Lục Kiều gật đầu, lái xe hướng đến bệnh viện Nam Hồ. Bệnh viện Nam Hồ là bệnh viện tư nhân lớn nhất trong thành phố này. Kỹ thuật y tế rất tốt, môi trường nằm viện cũng rất tốt, chi phí đương nhiên không rẻ. Quán cà phê có khung cảnh rất đẹp. Hoắc Kính Đình nói cho Lục Kiều một số điện thoại. Đại ca Kính Đình hả? Có một giọng nói trầm dễ chịu truyền ra từ điện thoại, mang theo vẻ nghi ngờ rõ rệt. Là tôi. Tôi đang ở quán cà phê gần nơi làm việc của cậu. Qua đây ngồi được không? Giọng Hoắc Kính Đình ung dung. Trời ạ, anh ra ngoài rồi á? Chờ em xíu, em đi ra ngay. Giọng nói đằng kia vô cùng phấn khích. Nhân tiện, có bao nhiêu người ở đó với anh đấy? Chỉ có tôi và vợ tôi. Tự do đi lại hả? Đúng vậy. Chết tiệt, hay quá. Đợi em gọi cho anh trai đã. Anh ấy lo cho anh muốn chết. Hoắc Kính Đình gọi hai ly nước trái cây, lóng ngóng đưa cho Lục Kiều một ly. Người ở đầu dây bên kia là Chu Thanh Lam, chủ nhiệm khoa gây mê của Bệnh viện Nam Hồ. Bệnh viện Nam Hồ là tài sản của nhà ông Chu. Hoắc Kính Đình uống một hớp nước trái cây ngọt ngấy, thấy không thích nên đưa hết cho Lục Kiều. Chu Thanh Lam tuổi trẻ tài cao, năm nay 30 tuổi. Chu Trọng Lam là anh cả, cũng là bạn học thân thiết của tôi, cũng chính là người gánh vác trách nhiệm nhà ông Chu. Tĩnh Văn nhà chúng ta cũng là bác sĩ hả? Lục Kiều nhớ đến em dâu của mình. Em gái của chồng mình là nghiên cứu sinh chuẩn bị thực tập ở bệnh viện. Hoắc Kính Đình cười không nói gì. Khi Lục Kiều nhìn thấy nụ cười của anh chợt thông suốt. Tĩnh Văn thầm thích Chu Thanh Lam. Đừng nói nữa, con bé xấu hổ. Có gì mà xấu hổ chứ? Đưa cho em bát tự của anh ấy, em sẽ tính xem họ có hợp nhau hay không. Lục Kiều rất hưng phấn, muốn gieo một quẻ bói cho em dâu. Chu Thanh Lam có một người bạn gái thời đại học, mặc dù cả hai đã và đang yêu xa nhiều năm. Hoắc Kính Đình có chút đáng tiếc nói. Lục Kiều cũng bất đắc dĩ nằm dài trên bàn. Cái này là sai sót ngẫu nhiên thôi. Đang nói chuyện, Chu Thanh Lam ở bên ngoài sải nhanh chân bước vào, áo khoác trắng cũng chưa kịp cởi, vạt áo cuốn thành hình vòng cung xinh đẹp, mở cửa đi vào. Nhìn thấy Hoắc Kính Đình, khuôn mặt điển trai lập tức nở nụ cười. Kính Đình đại ca. Anh nắm chặt tay Hoắc Kính Đình lắc mạnh. Em rất lo lắng cho anh. Đã mấy lần nói với Tĩnh Văn chuyển anh qua chỗ của em chữa trị, đáng tiếc người nhà của anh lại không cho đi. Làm em cũng không biết tình trạng khôi phục của anh hiện tại như thế nào. Vậy sao rồi? Anh có cảm thấy tốt hơn chút nào không? Chu Thanh Lam nói rất nhanh, rất kích động. Khá hơn nhiều rồi, có thể chống nạng tự mình đi lại. Mắt thì vẫn chưa có hồi phục. Tôi đoán máu đông ở trong não vẫn chưa được hút ra hết. Nếu như anh đã đến đây rồi thì đừng bỏ lỡ cơ hội này. Em sẽ đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện. Hôm nay để các chuyên gia nhãn khoa hội chuẩn và kiểm tra toàn bộ cho anh đi. Em lo những người trong gia đình anh tìm một nhóm lang băm để trì hoãn anh hồi phục đó. Đừng gấp gáp. Gặp vợ mới Lục Kiều của tôi đã. Kiều Kiều, đây là Chu Thanh Lam. Lục Kiều nhìn chằm chằm đánh giá Chu Thanh Lam từ khi anh ta bước vào cửa, bây giờ vẫn còn quan sát cận kề. Anh kết hôn khi nào thế?
Sao không nói cho mọi người biết? Chu Thanh Lam quay đầu nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi mặc trang phục thường ngày, ánh mắt rất lanh lợi, ánh mắt như lửa đốt nhìn mình chằm chằm. Xin chào chị dâu. Nụ Kiều không đáp, vẫn đang quan sát đôi mắt của Chu Thanh Lam. Kiều Kiều. Hoắc Kính Đình mò mẫm để Lục Kiều. Xin chào. Lục Kiều mỉm cười, cô cười rộ lên khiến khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay tràn đầy khí chất. Vừa rồi tôi xem tướng cho anh. Chúc mừng nha, anh sẽ phải chia tay. Điều này khiến Hoắc Kính Đình cảm thấy xấu hổ thay cho cô. Kiều Kiều. Lục Kiều vừa lè lưỡi, cũng phản ứng lại được chia tay không phải chuyện vui vẻ. Từ đỏ rồi đến tím, anh đừng lo. Chia tay là để gặp người tốt hơn. Kiều Kiều, mời Thanh Lam một ly cà phê đi. Lục Kiều ngượng ngùng cười cười, vội vàng đi gọi đồ uống. Vợ tôi thẳng thắn, đáng yêu. Có điều gì muốn nói liền nói, cậu không cần để bụng. Chu Thanh Lam kinh ngạc quay đầu nhìn Lục Kiều, đi tới gần Hoắc Kính Đình. Thần Linh ơi, làm sao cô ấy biết bạn gái em đòi chia tay trong khoảng thời gian này thế? Hoắc Kính Đình nhướng mày, đúng là chó ngáp phải ruồi mà. Anh Kính Đình, anh cuối cùng cũng được ra ngoài một lần, đừng lãng phí cơ hội. Anh trai em đã thương lượng với Hoắc Nhị cùng với Hoắc Tam nhiều lần, họ đều không cho phép anh đến bệnh viện Nam Hồ. Lúc em đi họp, nghe được vài lời, bác sĩ mổ cho anh bị đủ loại uy hiếp, không cho phép chữa trị tốt cho anh. Anh trai em vì chuyện này mà tức thì suýt chết. Anh ấy rất lo lắng cho anh gặp chuyện không may, nhưng mà anh ấy cũng không thể liên lạc với anh được. Trạm Lam vất vả lo lắng cho tôi rồi. Trong lòng Hoắc Kính Đình rất ấm áp, có một người bạn thân lo lắng cho mình như vậy. Người này đích thực là bạn của mình. Anh trai rất nhanh sẽ tới, anh cùng em đi bệnh viện trước đi. Hai chân có thể từ từ khôi phục, nhưng mà đôi mắt rất quan trọng, không thể để chậm trễ. Chu Thanh Lam kéo Hoắc Kính Đình rời đi. Lục Kiều đã bưng cà phê trở lại. Tôi tới gặp cậu không phải để xem thân thể, mà muốn nhờ một chuyện. Hoắc Kính Đình cười, kéo Lục Kiều ngồi xuống bên cạnh mình. Bà ngoại vợ tôi bị bệnh, thận có vấn đề cần nhập viện điều trị, nhưng vẫn không có giường bệnh, cũng không có bệnh viện tốt nào tiếp nhận. Muốn cậu cho chúng tôi đặc quyền, sắp xếp bác sĩ và chuyên gia cho bà ngoại, chỗ có thận rồi phẫu thuật ghép thận. Lục Kiều cảm kích ôm lấy cánh tay của anh. Chu Thanh Lam cười sảng khoái. Chuyện đơn giản như vậy, vô cùng dễ làm, em lập tức đi thu xếp. Còn có một chuyện, bệnh viện của các cậu phái một chiếc xe cấp cứu đưa bà tới đây. Phí chữa bệnh rất dễ giải quyết, là bà ngoại của chị dâu, cũng là trưởng bối của bọn em, bệnh viện có thể cắt giảm phí chữa bệnh. Sai, cậu vẫn phải thêm vào. Hoắc Kính Đình nói đến đây, Lục Kiều nở nụ cười. Nếu không phải do không phải lúc, Lục Kiều thật muốn ra sức khen ngợi hắn. Chu Thanh Lam cảm thấy rất kỳ lạ. Phòng bệnh, bác sĩ, chuyên gia và thuốc đều phải tốt nhất, đừng sợ tốn tiền. Dù sao cũng không phải bọn tôi trả tiền. Hoắc Kính Đình cười xấu xa. Cậu cứ làm theo lời tôi nói, việc khác tôi tự có sắp xếp. Ồ, vậy thì tốt, em sẽ nghe theo lời anh. Lúc này lại có thêm hai người tiến vào. Người đi đầu dáng vẻ hiên ngang, ánh mắt sốt ruột nhìn xung quanh, phát hiện Hoắc Kính Đình. Anh cả của em đến rồi. Chu Thanh Lam vẫy tay với anh trai Chu Trạm Lam. Hoắc Kính Đình cũng có chút kích động, đứng dậy giang tay ra. Bạn học cũ. Chu Trạm Lam bước nhanh tới, ôm chặt lấy Hoắc Kính Đình, vỗ mạnh vào lưng anh mấy cái. Tại sao lại không liên lạc với tôi? Tôi còn tưởng rằng cậu đã chết. Lục Kiều đứng sang một bên, nhìn Chu Trạm Lam, trong lòng cảm khái. Chu gia này lợi hại thật, hai anh em đều xuất sắc như vậy. Chu Trạm Lam khí thế so với Chu Thanh Lam càng oai phong hơn. Nếu như cậu bị nhốt thì cũng nên tìm biện pháp liên lạc với tôi chứ. Tôi cứu cậu ra. Lần cuối cùng tôi nhìn cậu là ở trong bệnh viện, cậu hôn mê bất tỉnh. Giờ đã hơn một năm, bạn bè chúng tôi đều lo lắng muốn chết. Chu Trạm Lam buông Hoắc Kính Đình ra, nhìn Hoắc Kính Đình từ trên xuống dưới. Cậu là dân chạy đi tị nạn sao? Cũng may vợ của tôi đuổi những người đang theo dõi đi, nếu không thì hôm nay cũng không thể ra ngoài được. Lúc này Chu Trạm Lam mới nhìn thấy Lục Kiều một bên, mỉm cười. Chị dâu đúng là cánh tay phải đắc lực. Xin chào chị dâu. Hoắc Kính Đình và tôi là bạn thân cùng lớp từ hồi nhỏ.
Thật tiếc là tôi không thể tham dự hôn lễ của hai người, đến đây cũng quá vội vàng, không có mang theo quà gặp mặt, sau này nhất định bù lại. Lục Kiều rất thích anh em nhà ở Chu, khí chất ra sáo, có thể thấy họ là bạn thân của Hoắc Kính Đình. Kiều Kiều, em và Thanh Lam đến bệnh viện Nam Hồ xem điều kiện nằm viện như thế nào. Nhờ Thanh Lam tìm bác sĩ chuyên khoa thận, nói cho bác sĩ chuyên khoa biết tình trạng của bà ngoại, hỏi về cách điều trị tiếp theo cho bà. Hoắc Kính Đình đuổi Lục Kiều đi. Sau khi bạn bè chào hỏi lẫn nhau, nhất định phải bàn bạc chuyện thương trường. Có một số chuyện không muốn cho Lục Kiều biết. Lục Kiều rất biết ý, nếu anh muốn bàn bạc chuyện hệ trọng, liền không thèm nghe nữa, đi theo Chu Thanh Lam đến bệnh viện Nam Hồ. Đổi chỗ khác nói chuyện đi. Chu Trọng Lam lo lắng quán cà phê sẽ có nhiều người, nói chuyện sẽ không giữ được bí mật, bèn đỡ Hoắc Kính Đình đứng dậy. Cậu cẩn thận một chút, coi chừng cái ghế. Vừa nói, anh vừa muốn vươn tay di chuyển chiếc ghế để dọn chướng ngại vật trên đường cho Hoắc Kính Đình. Không ngờ Hoắc Kính Đình lại né được, đi vòng qua chiếc ghế. Chu Trọng Lam thở phào nhẹ nhõm, sau lại nhận ra rằng có điều gì đó không đúng. Hoắc Kính Đình lén nhìn anh cười xấu xa. Trái tim treo lơ lửng của Chu Trọng Lam cũng trở lại lồng ngực. Xem ra Hoắc Kính Đình không bị đánh bại trong sự cố ngoài ý muốn này. Không tìm bất kỳ phòng trà kín đáo nào hết, trực tiếp đi xuống gara ngầm. Chiếc Bentley sang trọng của Chu Trạm Lam cực kỳ thích hợp nói chuyện bí mật. Sau khi lên xe đóng cửa xe lại, Hoắc Kính Đình chớp chớp mắt, đôi mắt đờ đẫn lập tức sáng lên, ánh mắt như đuốc, thần sắc sáng ngời. Cậu được lắm, dám lừa tôi. Chu Trạm Lam cười mắng rồi thúc một quyền, đồng thời đưa cho Hoắc Kính Đình một ly champagne. Hoắc Kính Đình vươn vai, vẻ bệnh tật yếu ớt đều bị quét sạch, có chút lười nhác cùng khoa trương, khí thế cả người đều thay đổi. Tôi không làm như vậy, làm sao có thể thoát khỏi tất cả các loại cạm bẫy. Chu Trạm Lam vỗ đầu gối chính mình, thật là đáng thương. Tĩnh Văn 3 ngày đến thăm tôi một lần, mỗi lần đến sẽ lấy máu để xét nghiệm. Em ấy sợ rằng tôi vô tình bị đầu độc mà chết. Thuốc an thần cho bệnh nhân tâm thần có thể xuất hiện trong bữa cơm 3 lần một ngày của tôi bất cứ lúc nào. Phơi nắng ngoài sân cũng có thể bị đẩy xuống nước. Đoạn thời gian đầu không có internet, không có điện thoại di động, không có máy tính, hoàn toàn không có bất kỳ công cụ nào để liên lạc với thế giới bên ngoài. May mắn thay, mẹ tôi rất mạnh mẽ, Tịnh Văn lại là bác sĩ, hai người phụ nữ bọn họ ngày đêm bảo vệ, tôi mới không bị hãm hại chết. Hoắc Nhị cùng với Hoắc Tam điên rồi, người thân cùng một nhà mà cũng dám giết. Lúc đầu tôi thực sự không có biện pháp, mắt hỏng, chân không thể cử động, chỉ có thể để mình làm nghề cá. Mẹ và em gái tôi hộ tống hơn 3 tháng, thân thể khôi phục lại rất nhiều, liền có thể tự bảo vệ bản thân. Mắt của cậu đã sớm lành rồi sao? Nửa năm liền khỏi. Vậy cậu giả vờ như không nhìn thấy làm gì? Không phải là càng cho bọn họ có cơ hội tiếp tục hãm hại hay sao? Bị mù đôi khi thuận tiện hơn, bởi vì họ làm gì cũng sẽ không tránh mặt tôi. Tôi có thể nhìn thấy những thứ riêng tư nhất của họ. Ví dụ như chú Lý ngoài mặt thì rất tôn trọng tôi, nhưng thực chất lại lục lọi tủ quần áo và phòng làm việc của tôi chẳng hạn. Chẳng hạn như Hoắc Tam sẽ ở biệt viện trước mặt lén la lén lút cùng người hầu gái nhỏ. Tôi giả mù rất giỏi, nhưng mà nhịn cười thì có chút khó khăn. Hoắc Kính Đình bật cười thành tiếng, nhất là sau khi cô vợ mới cưới đáng yêu vào cửa, số lần nhịn cười càng nhiều hơn. Vậy gia đình cậu có biết không? Em gái tôi biết, nhưng em ấy hợp tác với tôi và giả vờ không biết. Tôi không dám nói với mẹ, sợ bà không giữ được tình cảm và lý trí mà phá hỏng kế hoạch của tôi. Khó trách mấy tháng nay cậu lén lút gửi tin nhắn cho tôi. Chẳng lẽ Tĩnh Văn mang điện thoại cùng máy tính cho cậu sao? Cô bé quấn tã ngày xưa rồi là cánh tay phải của tôi đấy. Thời gian trôi thực sự rất nhanh. Tôi còn nhớ rõ đến nhà cậu làm bài tập, em gái cậu đem sách vở của tôi đi nhúng nước. Không nghĩ tới là đã lớn như vậy rồi. Hoắc Kính Đình cười lớn, Chu Trạm Lam cũng cười theo, hiếm khi thấy Hoắc Kính Đình vui vẻ như vậy. Hoắc Nhị chiếm đoạt vị trí cùng tài sản của cậu, Hoắc Tam dậu đổ bìm leo nhân cơ hội không cho cậu được chữa trị hiệu quả. Hai tên khốn kiếp này hợp sức giam lòng cậu, chưa gì còn có ý định phá hủy cậu hoàn toàn. Không có tin tức của cậu trong một thời gian dài,
Tôi thực sự lo cậu không gượng dậy nổi. Nhưng hiện tại cậu khôi phục rất tốt, tâm tình cũng tốt, tôi cũng yên tâm. Nỗi lo của bản thân có thể buông xuống, tâm tình Hoắc Đình rất tốt, sức khỏe cũng bắt đầu tốt lên, chuẩn bị phản công, chuẩn bị báo thù. Lúc đầu tôi không trụ nổi, trèo cao té đau, nhất là mắt không nhìn thấy được. Nó giáng cho tôi một đòn nặng nề. Sau này tôi nghe mẹ tụng kinh niệm Phật cho tôi rất nhiều lần. Em gái không kể ngày đêm chăm sóc tôi. Tôi cảm thấy mình không đủ tư cách để từ bỏ. Người ta thường nói phụ nữ yếu đuối, nhưng thời điểm tôi ngã xuống, họ cố gắng hết sức để bảo vệ tôi. Nếu tôi ra đi, bọn họ chắc chắn sẽ bị bắt nạt. Hiện tại cậu còn có cô vợ mới cần che chở. Hoắc Kính Đình nhấp một ngụm rượu, vội vàng xua tay. Cô gái nhà tôi cực kỳ dũng mãnh, không cần tôi bảo vệ, em ấy có thể càn quét, bảo vệ tôi chặt chẽ. 2 tiếng trước em ấy còn đánh cho vợ nhà cậu ba chạy trốn chết. Lúc đấy tôi phải kiềm chế không cổ vũ, trầm trồ khen ngợi. Nhắc đến cô vợ nhỏ, Hoắc Kính Đình cười tít cả mắt. Có năng lực cao như vậy à? Chưa hết đâu, em ấy cũng đuổi đám người hầu gian xảo của tôi đi. Lúc ấy em ấy mới chỉ có kết hôn với tôi 1 tuần mà thôi. Chị dâu này đúng là một người chất chơi nha. Hoắc Kính Đình đắc ý gật đầu. Đúng vậy, rất lợi hại. Bây giờ tôi có thể tự do di chuyển, sẽ bắt đầu kế hoạch trả thù. Không phải vì lý do gì khác, mà là để bảo vệ mẹ và em gái tốt hơn. Và cũng là để cô vợ nhỏ hung hăng của tôi ngày càng có thể dùng quyền thế ức hiếp người. Cho mẹ và em gái một chỗ dựa vững chắc, đồng thời cũng là để hộ tống cô vợ nhỏ. Tính tình thẳng thắn như vậy rất dễ làm mất lòng người khác, cũng dễ gây ra tai nạn. Có anh bảo vệ, Lục Kiều có thể sống tùy ý mà không bị oan ức. Tôi đã chịu đựng hơn 1 năm rồi, không thể tiếp tục buông thả như vậy nữa. Thủ phạm vụ tai nạn xe của tôi vẫn chưa bị bắt, nhất định phải bắt lại. Ân oán của nhà Hoắc quá sâu, đã đến lúc giải quyết rồi. Sẽ không dễ đâu, Chu Trọng Lam lắc đầu. Năng lực của Hoắc chị cũng tốt. Sau tai nạn của cậu, anh ta nhanh chóng chiếm đoạt tài sản và cổ phần của cậu. Hoắc Tam và anh ấy như thi đua xem ai có thể lấy nhiều phần hơn. Anh ta cũng đã hoàn thành xuất sắc một số dự án hợp đồng lớn. Các cổ đông và các giám đốc của nhà họ Hoắc đều rất ủng hộ Hoắc Nhị. Nhà bố vợ của Hoắc Nhị cũng rất giàu có. Bọn họ lợi dụng lúc cậu bị giam lỏng, phe cánh phát triển hết rồi. Không đơn giản để hạ gục anh ta đâu. Tôi đã lâu không đến công ty, cũng không biết tình huống hiện tại. Dự án mới của Hoắc gia là gì? Chu Trạm Lam rất có thế lực trong thương trường, nhất cử nhất động của nhà Hoắc sớm đã bị Chu Trạm Lam để ý. Anh bị giam lỏng tại nhà cũng không hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Thời điểm quan trọng vẫn luôn được thông báo, lưu giữ để chuẩn bị xoay người, nếu không xương cốt liền ngứa ngáy. Cậu biết nhà họ Thượng phải không? Thượng Lão Tiên Sinh là nhà phát triển bất động sản sớm nhất ở thành phố này, nắm trong tay mấy chục miếng đất. Ông ấy có một miếng đất rất có giá trị. Hoắc Nhị muốn tham gia phát triển bất động sản với Thượng gia, nhưng Thượng gia không muốn hợp tác với Hoắc Nhị. Kế hoạch của khu chung cư công nghệ cao của Hoắc Nhị bị gác lại. Gần đây lại liên lạc với Lão Thượng, nhưng ông ta đã từ chối anh ta. Tôi biết Lão Thượng đã già, tính tình quái dị, con trai không nên thân. Ông trực tiếp vứt bỏ con trai, tập trung bồi dưỡng con gái. Thượng gia hiện tại đều do Thượng Đại Tiểu Thư quản lý. Đúng vậy, lão là một ông già rất thẳng thắn và gắt gỏng. Ông ta đã quyết định thì thậm chí có 10 con bò cũng không thể khiến ông ta quay đầu. Ông ta đã từ chối hợp tác với Hoắc Nhị, nhưng Hoắc Nhị cũng không muốn buông tay. Ông già tức giận nói sẽ không bao giờ cùng Hoắc gia hợp tác nữa. Như vậy công sức lập kế hoạch trong nửa năm nay của Hoắc Nhị không phải là xong đời rồi sao? Nghe nói rằng cũng là vì vấn đề này mà Hoắc Tam thành công nắm được nhược điểm của Hoắc Nhị. Cổ đông của Hoắc gia cũng bị kích động, đối với Hoắc Nhị vô cùng bất mãn. Hoắc Kính Đình nhíu mày trầm tư. Muốn đoạt lại quyền lực của Hoắc gia, nhất định phải làm việc ở công ty. Nhưng lấy thể trạng của cậu, bọn họ có quá nhiều cớ để ngăn cản cậu trở về. Cậu cần người bỏ phiếu yêu cầu cậu quay lại mới được. Chu Trạm Lam cũng giúp Hoắc Kính Đình suy nghĩ. Nếu không thì làm như thế này đi, tôi sẽ chủ động tham gia hợp tác dự án lần này với Hoắc gia. Chỉ rõ ra rằng nếu không có cậu thì không được, cậu cũng thuận thế quay lại công ty. Ai cũng đều biết chúng ta có mối quan hệ tốt,
Cậu giúp tôi như vậy, bọn họ có thể ngăn cản. Cần người bỏ phiếu sao? Cứ làm một phát cho người ta tâm phục khẩu phục là được. Vậy cậu... Tôi sẽ tự suy nghĩ. Thấy mặt mày Hoắc Kính Đình tỏ vẻ có ý tưởng, Chu Trọng Lam biết anh thông minh nên không nói thêm gì nữa. Chúng ta là bạn tốt, cậu có khó khăn gì cần tôi giúp đỡ thì có thể nói cho tôi biết. Hoắc Kính Đình bật cười, vỗ vỗ đầu gối Chu Trọng Lam. Đúng là người vì giúp bạn cũng không tiếc cả mạng sống. Tôi thực sự cần cậu giúp tôi một việc ngay bây giờ. Chu Trọng Lam ngồi thẳng dậy, nghiêm túc gật đầu. Hoắc Kính Đình cười xấu xa. Cậu sẽ đi mua sắm với tôi chứ? Chu Trọng Lam không kịp phản ứng. Đi mua sắm? Tôi và Lục Kiều kết hôn lâu như vậy, tôi cũng chưa từng mua quà cho cô ấy. Chu Trọng Lam cau mày. Cậu mua quà cho vợ mới, sao tôi phải đi cùng cậu? Thấy em ấy bị dâu nhà cậu ba chèn ép, người hầu nói sau lưng bảo là đồ gái quê, không có lấy một món đồ hiệu xa xỉ. Nghe vậy tôi liền đau lòng. Chu Trạm Lam bối rối. Vậy cậu đi mua đi, gọi điện cho cửa hàng đồ hiệu, họ sẽ giao thẳng đến tận nhà luôn. Tôi vội đi ra ngoài, không mang theo thẻ ngân hàng. Vì mù nên dùng điện thoại di động cũng không tiện, cho nên cũng không mang theo di động. Chu Trạm Lam hiểu ra ngay, ngay lập tức nổi giận, muốn cắt đứt quan hệ với Hoắc Kính Đình. Cậu là đại gia, cậu đi mua quà cho vợ rồi bảo tôi trả tiền á? Hoắc Kính Đình không biết xấu hổ ừ một cái. Ừ, lần đầu tiên gặp vợ tôi, cậu không chuẩn bị lễ vật, không phải rất thất lễ hay sao? Bây giờ tôi cho cậu một cơ hội đền bù. Làm thế nào mà tôi lại làm bạn với một người như cậu vậy? Chu Trạm Lam hùng hổ, thô bạo kéo Hoắc Kính Đình ra khỏi xe. Hôm nay anh ấy chính là một cái máy rút tiền di động. Chu Thanh Lam rất nghe lời, đưa Lục Kiều đến thăm phòng bệnh, sau đó đến gặp giám đốc khoa thận. Lục Kiều kể cho giám đốc về tình trạng của bà cô một cách chi tiết. Nhiễm trùng đường tiểu ở giai đoạn cuối, chỉ có ghép thận mới là biện pháp tốt nhất. Nhưng thời gian chờ đợi ghép thận rất lâu. Bà của cô nằm ở viện kia không có trang thiết bị y tế tốt. Nhập viện điều trị sớm có thể giảm đau rất nhiều, tránh trì hoãn quá trình ghép thận. Sau khi nghe điều này, Lục Kiều biết rằng tốt nhất là nhập viện càng sớm càng tốt. Vậy bây giờ con đi đón bà ngoại, ngày mai nhập viện được không? Trưởng khoa mỉm cười. Nhất định có thể. Ta tin tưởng viện trưởng Tiểu Chu có thể an bài tốt những chuyện này. Bệnh nhân tư này là của nhỏ Chu, nếu không thì sao Chu Thanh Lam còn trẻ như vậy đã có thể trở thành trưởng khoa gây mê? Không bởi vì anh ta có kỹ thuật giỏi nhất, mà còn bởi vì anh ta là con trai thứ hai của nhỏ Chu. Chị dâu nhỏ yên tâm đi, tôi sẽ đích thân chào hỏi, sắp xếp cho bà ngoại của chị một phòng riêng, khi nào đến liền có thể nhận phòng ngay lập tức. Lục Kiều liền liên tục nói cảm ơn, thật là tốt quá. Sau khi cảm ơn trưởng khoa, Chu Thanh Lam cùng với Lục Kiều đi ra ngoài. Lục Kiến nói không có phòng bệnh là nói dối. Bệnh viện công mặc dù bệnh nhân rất nhiều, giường chật, nhưng vẫn có thể phân bổ. Nhiều bệnh viện công như vậy vẫn không có giường sao? Ông ta là đang lừa cô đó. Tôi đã biết ông ấy không có lòng tốt. Lục Kiều có chút hận, nghiến răng nghiến lợi. Lục Kiến là đồ hèn hạ, thật đáng giận. Dì nhỏ cũng giống như Lục Kiến, cá mè một lứa. Đó là mẹ ruột của dì, bảo cũng không hỏi thăm luôn. Hôm nay trễ rồi, tôi nghĩ cô không thể về quê đưa bà lên kịp đâu. Thế này nhá, sáng mai tôi sẽ bố trí xe cấp cứu, chị dâu cùng tôi đi đưa bà ngoại đến đây là có thể nhập viện để điều trị rồi. Cảm ơn, thật lòng cảm ơn cậu rất nhiều. Lục Kiều có ấn tượng rất tốt với Chu Thanh Lam, hơn nữa anh ta còn rất đẹp trai. Trở lại quán cà phê, nhìn thấy Hoắc Kính Đình, Lục Kiều vui mừng nhảy cẫng lên chạy tới. Bà ngoại có thể vào ở được, bác sĩ nói bắt đầu phác đồ trị liệu cũng không muộn. Giọng nói hiện rõ lên sự vui mừng. Hoắc Kính Đình khẽ cười, vỗ về cánh tay Lục Kiều. Đừng quá kích động, hãy vững vàng một chút. Vậy thì tốt rồi, đưa bà ngoại tới đây. Mỗi ngày em đều có thể đến ở cùng với bà ngoại. Nếu bà khỏe mạnh lại, em có thể đón bà về ở cùng với chúng ta. Thật sao? Vậy thì hay quá. Hoắc Kính Đình, anh chính là người tốt. Lục Kiều nghe vậy liền vui mừng nhảy cẫng lên. Hoắc Kính Đình được khen đến đỏ cả mặt. Chu Trọng Lam ở bên cạnh hừ một cái đầy khinh thường, từ tận đáy lòng nói: Hoắc Kính Đình là người tốt á, thế sẽ không có kẻ xấu trong thế giới đó.
Anh đi mua sắm à? Lục Kiều nhìn thấy nhiều túi bên cạnh như vậy, tùy ý nhìn một chút, tất cả đều là hàng hiệu xa xỉ. Hoắc Kính Đình mỉm cười. Đây là quà của Trạm Lan. Anh ấy nói vội vàng tới đây không mang quà gặp mặt cho em là thất lễ, nên bảo thư ký mua cho em một ít. Chu Trạm Lam giữ nguyên phong độ, không có đá mạnh một cái Hoắc Kính Đình. Người đàn ông này vừa xấu xa vừa không biết xấu hổ, tìm mình bỏ tiền ra để mua đồ cho vợ, nợ nần chồng chất còn không định trả lại tiền. Chu tiên sinh, tôi để cho anh phải tiêu tiền rồi. Hôm nay hai anh em chiếu cố tôi rất nhiều, thực tâm tôi rất biết ơn hai người. Chị dâu đừng có khách khí, chúng ta đều là bạn tốt, sau này có lúc ta cũng có thể gặp khó khăn mà. Chu Trọng Lam nhìn Hoắc Kính Đình đầy uy hiếp. Cậu chờ tôi kết hôn đi. Nếu cậu không cho tôi một căn biệt thự, tôi sẽ đòi tiền, bao gồm cả gốc lẫn lãi. Hoắc Kính Đình bị mù nên vờ không nhìn thấy. Được, hai người đi làm việc đi, vợ chồng chúng tôi tiếp tục hẹn hò. Hoắc Kính Đình giả vờ mò mẫm tìm nàng, Lục Kiều vội vàng chạy tới đỡ anh. Chu Trạm Lam đưa hai vợ chồng ra ngoài, nói với Hoắc Kính Đình. Không nói đùa với cậu, hiện tại có thể tự do đi lại, nên ra ngoài nhiều hơn một chút. Tôi cho cậu xem toàn cảnh, cũng là một cách thông báo cậu sẽ trở về. Được, tôi sẽ tích cực chữa trị, chờ mắt của tôi khỏi, cậu có thể vì tôi tổ chức tiệc mừng. Làm cái gì cũng có chừng mực thôi. Nói với tôi nếu như cậu có việc cần giúp. Tôi biết rồi. Thanh Lãng, sau này bà ngoại phiền cậu quan tâm rồi. Hoắc đại ca, anh cứ yên tâm. Lục Kiều lên xe liền do dự, quay đầu lại nhìn Chu Thanh Lam, vẻ mặt đầy khó xử. Tiểu Chu, có một số việc tôi không nên nói, nhưng vì cậu đã giúp tôi nhiều như vậy, tôi liền muốn nhắc nhở cậu. Nhìn cậu trông ngon lành thật đấy. Hoắc Kính Đình vội vàng kéo mạnh Lục Kiều. Cô gái nhỏ ơi là cô gái nhỏ, em cái gì cũng nói ra được. Đi thôi, tạm biệt. Trước khi Lục Kiều ngồi xuống, anh đã bảo tài xế lái xe nhanh lên. Chu Thanh Lam nhẩm đi nhẩm lại những lời của Lục Kiều hai lần, nhìn Chu Trạm Lam đứng ở một bên. Anh, chị dâu của Hoắc gia có ý gì? Chu Trạm Lam thở dài, em trai của anh ấy chắc chắn là một thằng ngốc. Bạn gái của em đã lừa dối em ở bên ngoài. Em không biết, cô ấy làm sao mà biết? Người ta nói rằng cô ấy có thể coi bói. Chu Thanh Lam không tin, vội vàng điều tra cô bạn gái ở xa. Lục Kiều hôm nay rất vui, đi ra ngoài một lần, tình trạng của bà liền có thể được điều trị. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu đây? Không biết Hoắc Kính Đình còn muốn đi đâu nữa không? Đi gặp Lục Kiến đòi viện phí đi. Loại người như ông ấy em không đối phó nổi đâu. Miệng hứa hẹn rồi lại quay đầu lừa gạt em. Tôi sẽ đối phó với ông ta. Những người như Lục Kiến là những kẻ phản diện rất điển hình. Họ không có đạo đức, liêm sỉ, chỉ có lợi ích trên hết. Lục Kiều tính tình thẳng thắn, thông minh nhưng lại không có hiểu hết thế sự. Lục Kiến trong miệng không có một câu nói thật, có thể dễ dàng lừa gạt Lục Kiều. Hoắc Kính Đình, sao anh lại tốt đến thế? Lục Kiều muốn ôm anh thật thân thiết quan tâm cô. Cưới anh là đã có oan uổng cho em rất nhiều. Anh không thể để em phải chịu thêm những oan ức khác. Hoắc Kính Đình sờ sờ, vỗ vỗ mu bàn tay Lục Kiều. Lục Kiều lắc đầu. Không, em không có uất ức. Em còn không biết tôi có cảm thấy vô cùng có lỗi với em. Em không có những thứ người khác có. Tuy không có cách nào cho em một hôn lễ, nhưng vẫn có biện pháp để em không bị lừa gạt. Không thể chỗ nào cũng khiến em phải bảo vệ tôi. Tôi cũng muốn vì em làm một chút chuyện. Vợ chồng tương trợ lẫn nhau, tránh cho người ngoài bắt nạt. Lục Kiều nghe anh nói như vậy, mặt hơi nóng lên. Thân thể không được tốt cho lắm, nhưng mà cái miệng thì ngọt hơn tất cả mọi người. Cô lẩm bẩm một câu, quay đầu nhìn ra ngoài xe, khóe miệng ra sức đè xuống nhưng vẫn hơi nhếch lên. Lục Kiến gần đây đường làm ăn rộng mở, ông ta kiếm được bộn tiền nhờ đổi cháu gái bên nhà vợ lấy một dự án hợp tác giá trị hàng chục triệu. Dựa lưng vào cây lớn, ông ta có thể tha hồ tận hưởng bóng mát, có tiếng là thông gia với Hoắc gia. Ông ta có thể ý tưởng làm ăn gì cũng thuận lợi. Khi ông và vợ mới kết hôn, chị vợ và chồng gặp tai nạn xe cộ, để lại một đứa trẻ mồ côi như vậy. Lục Kiến thực sự không muốn nuôi nấng.
Cũng không phải người thân hay bạn bè của ông ta đâu. Lúc đó vợ cũng đang mang thai, mẹ vợ cũng đồng ý. Đứa nhỏ liền để hộ khẩu ở Lục Gia, nhưng sau đó để mẹ vợ đưa về quê. Mẹ vợ đã già, lấy đâu ra thu nhập? Còn không phải do ông đưa cho mấy nghìn tiền sinh hoạt hàng tháng hay sao? Với cương vị là một người chú ruộng, ông ấy đã làm hết sức rồi. Đưa tiền nuôi cô lớn, cô cũng nên báo đáp công lao. Khi nhà Hoắc chọn vợ cho Hoắc Kính Đình tàn tật, Lục Kiến liền nhảy ra một ý, đẩy Lục Kiều gả cho nhà Hoắc. Nhưng lại cướp lời Lục Kiều nói là Hoắc gia thích Lục Lâm, nhưng Lục Lâm có chết cũng không kết hôn. Lục Kiều cảm thấy có lỗi với em gái mình và muốn cảm ơn công nuôi nấng của Lục gia, liền thay Lục Lâm gả qua. Mặc kệ như thế nào, sau khi Lục Kiều kết hôn, không phải mọi người đều vui vẻ sao? Về phần đưa tiền chữa bệnh cho mẹ vợ, ông ta không nỡ ném mấy trăm nghìn đi như vậy. Lão tiếc tiền, với mấy trăm nghìn này có thể mua một chiếc ô tô mới. Dù sao Lục Kiều đã ngờ Hoắc gia không về, làm sao mà không lừa cô được. Lục Kiến chuẩn bị báo mất giấy tờ nhà đất, ông ta thậm chí không muốn từ bỏ mảnh đất kia trao cho Lục Kiều. Trong lòng tính toán kế hoạch đầy đủ, thư ký liền vào báo cáo Hoắc Kính Đình đang tới. Lục Kiến sửng sốt, vội vã chạy ra đón anh. Đại gia Hoắc gia tuy hiện tại vô dụng, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa. Nếu cùng Hoắc Kính Đình có quan hệ tốt, sau này làm ăn sẽ tốt nha. Ôi, cháu rể của tôi. Xuống thang máy cười nịnh nọt, chạy đến trước mặt Hoắc Kính Đình. Công chúa nhà tôi cũng về sao? Dì nhỏ của con lo lắng cho con lắm, cũng muốn gọi các con về nhà ăn cơm một bữa, đáng tiếc là vẫn chưa có thời gian. Lục Kiều trợn trắng mắt, chán ghét không thèm liếc ông ta một cái. Hoắc Kính Đình vẫn giữ thể diện khách khí xa lánh, cười nhạt. Không phải tới rồi sao? Đi thăm họ hàng. Kiều Kiều vẫn cảm kích công ơn nuôi dưỡng của dì nhỏ, cho nên chúng tôi cố ý tới thăm dì nhỏ. Người một nhà không cần phải khách khí, lên lầu ngồi đi. Lục Kiến không nghe ra được sự châm chọc trong lời nói, còn vui vẻ nhường đường lên lầu. Hoắc Kính Đình kéo Lục Kiều lên lầu. Lục Kiến cũng biết giữ thể diện, giống như trưởng bối thân thích hỏi han ân cần. Lục Kiều nghiêm mặt không nói lời nào, phớt lờ Lục Kiến. Hoắc Kính Đình cũng dặn dò Lục Kiều, để tôi lo, cô không cần để ý đến ông ta. Lần sau đến Lục Kiều chỉ cần làm bình hoa. Kiều Kiều mềm lòng, cũng biết ơn báo đáp. Cảm ơn dì nhỏ, cũng lo lắng cho sức khỏe của bà ngoại. Nghe nói vì không còn giường nên bà không thể nhập viện điều trị. Kiều Kiều khóc cả đêm. Cho nên hôm nay chúng tôi ra ngoài tìm một bệnh viện, chỉ cần bà ngoại đến là có thể nhập viện ngay. Hoắc Kính Đình không nghe ông ta a dua nịnh hót, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề chính. Hả? À, được thôi, vậy thì tốt quá. Gần đây chú cũng đang lo lắng chuyện này, nghĩ tới mẹ vợ chú cũng đau lòng ngủ không ngon. Lục Kiến thuận theo nói chuyện, không dám nói ông ta vốn không muốn chữa bệnh cho mẹ vợ. Vậy cùng đi thôi, tranh thủ thời gian giải quyết chuyện này đi. Được được, không vấn đề gì. Vậy tiền thuốc men. Hoắc Kính Đình dừng một chút, nhắc nhở Lục Kiến, ông ta nên cầm đi. Lục Kiến ai nhà một tiếng, vỗ đùi một cái, vẻ mặt xấu khổ. Cậu không biết đó, nhà Lục chỉ là một hộ gia đình nhỏ, lợi nhuận hàng năm cũng không nhiều. Làm ăn kinh doanh nhỏ, hao phí công sức cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Không bằng nhà họ Hoắc các cậu, gia đình hào môn, một hạng mục đã kiếm được mấy chục triệu, lợi nhuận hàng năm đều lên tới mấy tỷ. Đối với nhà Hoắc chỉ là nhổ vài cọng tóc sáu gáy. Lúc trước chú Lục Kiều tức giận, lúc trước ông ta không có nói như vậy. Hoắc Kính Đình nắm lấy tay Lục Kiều. Có tôi ở đây, cô tức giận cái gì? Lục Kiều hừ mạnh một tiếng, không nói gì nữa. Vậy ý của chú là? Lục Kiến đặt lọng không nằm ngoài dự đoán của Hoắc Kính Đình. Mặc dù nói đây là mẹ vợ của tôi, nhưng mẹ vợ tôi sinh hai đứa con gái, theo pháp luật mà nói đều phải có nghĩa vụ phụng dưỡng. Đúng vậy, mẹ của Lục Kiều bất hạnh qua đời sớm, nhưng không phải vẫn còn Lục Kiều sao? Lục Kiều cũng phải phụng dưỡng bà lão cùng với tôi chứ. Cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ, có thể có bao nhiêu tiền? Nó không có tiền nhưng cậu có mà. Còn chưa nói nhà Hoắc nhà lớn nghiệp lớn, hiện tại hai người cũng kết hôn rồi đúng không? Tiền này nhà Hoắc bỏ ra không phải là thích hợp rồi sao?
Lục Kiều muốn đánh ông ta. Hoắc Kính Đình gật đầu. Ừ, chú nói cũng có lý. Lục Kiến lộ ra vẻ vui mừng. Thực ra Lục Kiều nên bỏ ra toàn bộ. Dù sao lại thái thái nuôi cháu lớn. Nhưng tôi cũng không muốn Lục Kiều bị làm khó ở nhà Hoắc. Không bằng như vậy đi, tôi sẽ bỏ ra 1/4. Cũng được. Hoắc Kính Đình đặc biệt dễ nói chuyện đồng ý. Trong lòng Lục Kiến vui vẻ muốn chết. Trong đầu Hoắc Kính Đình có tụ máu, nói là chặn dây thần kinh thị giác. Bây giờ xem ra, đúng ra là bị chặn toàn bộ đại não. Nhưng mà chú à, tôi cũng có chút lực bất tòng tâm. Vẻ mặt Hoắc Kính Đình khó xử. Hoắc gia chúng tôi cũng có gia quy, không kết hôn thì bản thân sẽ không có cổ phần. Không có cổ phần, tôi sẽ không được chia hoa hồng. Không đi làm cũng không có tiền lương. Một năm nay tôi chữa bệnh tốn không ít tiền. Tiền tiết kiệm đã tiêu hết 7-8 phần. Để tôi lấy ra 50 vạn, tôi cũng có chút vất vả. Ngài Hoắc, lời này của cậu có chút không hợp lẽ thường. Sản nghiệp của nhà Hoắc lớn bao nhiêu? Chút tiền ấy đối với cậu mà nói, phòng chừng cũng chỉ bằng một bữa 10 bạn bè đi bar uống rượu. Đó là trước kia, bây giờ không giống. Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi thực sự không có tiền. Không bằng như vậy đi. Hoắc Kính Đình suy nghĩ rồi mở miệng. Em hai tôi cho chú một hạng mục hợp tác, mới thúc đẩy nhân duyên giữa tôi và Lục Kiều. Tôi cũng rất cảm kích chú, có thể đưa một cô gái tốt như vậy đến bên cạnh tôi. Để tôi nói với em hai một câu, cho chú một hạng mục nữa, cam đoan giúp chú kiếm được nhiều tiền hơn lần trước. Mắt Lục Kiến sáng lên. Gần đây nhà Hoắc hợp tác với nhà họ Thượng, chuẩn bị khai phá một mảnh đất. Dự án đang đàm phán, đến cuối cùng sẽ ký hợp đồng. Ký hợp đồng xong nhất định sẽ lập tức khai phá. Lúc đấu thầu ra bên ngoài, công ty xây dựng nhà chú có thể trúng thầu hay không, hẳn là trong lòng chú cũng không yên. Tôi sẽ nói với em hai tôi, không đấu thầu nữa, mà trực tiếp ký hợp đồng với chú. Thế nào? Tốt, vậy thì tốt quá. Bên này béo bở bao nhiêu, chú có thể kiếm bao nhiêu, không cần tôi tính. Như vậy chú biết nên làm gì rồi chứ? Tôi sẽ trích phần trăm cho cậu, 1% tổng giá trị của hạng mục này. Thấy thế nào? Chú đưa cho tôi 1 triệu, ngay bây giờ tôi sẽ gọi cho chú. Hoắc Kính Đình đã tính trước. Thành giao. Lục Kiến biết dự án hợp tác khai phá của nhà Hoắc, nhưng tiến triển đến bước nào thì ông ta không biết. Ông ta không có bản lĩnh thu nhập nguồn tin lớn như vậy. Đây là tin tức nội bộ. Công ty của Lục Kiến so với nhà họ Chu ở nhà họ Hoắc, nhà họ Chu, nhà họ Hoắc chính là hoàng tử vương gia, mà Lục Kiến chỉ là một lão địa chủ. Mà địa chủ thì làm sao có thể biết được cơ mật triều đình chứ? Hoắc Kính Đình cười cười, lấy di động ra, không gọi điện thoại. Như cười như không chờ Lục Kiến. Lục Kiến hiểu rồi, nhanh chóng đến phòng tài vụ, bảo nhân viên tài vụ chuyển 100 vạn vào tài khoản cá nhân của Hoắc Kính Đình. Sau khi Hoắc Kính Đình báo số điện thoại, Lục Kiều giúp anh bấm số. Kính Đường, anh cả của em đây. Cho dù giữa anh em có như nước với lửa, nhưng trước mặt người ngoài, bọn họ vẫn duy trì hòa khí ngoài mặt. Hoắc Nhị, Hoắc Kính Đường lập tức ra vờ anh em cung kính. Anh cả, xin lỗi, gần đây công việc của em hơi bận, không thể đi thăm anh và chị dâu, mong anh cả tha thứ. Em bận rộn cũng phải nhỉ, chú ý thân thể. Đúng vậy anh cả, anh tìm em có chuyện gì sao? Em giúp anh một việc đi. Anh nghe Lục Tổng Lục Kiến nói, ông ta rất muốn lấy được hạng mục xây dựng sau khi nhà Hoắc hợp tác với nhà Thượng. Em để lại cho ông ta đi, được không? Anh cả đã mở miệng, em nhất định sẽ làm theo. Nhưng việc hợp tác này, em làm theo là tốt rồi. Những thứ khác anh cũng không hiểu, không muốn nghe nữa. Đến lúc đó hai bên cẩn thận nghiên cứu. Hoắc Kính Đình cắt ngang lời Hoắc Nhị, không cần phải nói quá thấu đáo, miễn cho Hoắc Nhị nghi hoặc tại sao anh biết, cũng miễn cho nói lộ tẩy để Lục Kiến biết đây là một âm mưu. Được rồi. Hoắc Nhị cúp điện thoại, trong lòng đã có nghi hoặc. Hoắc Kính Đình từ đâu biết được chuyện hợp tác của nhà Hoắc? Hoắc Kính Đình muốn làm gì? Chuẩn bị Đông Sơn tái khởi sao? Đã nói rồi, không nên để Hoắc Kính Đình ra ngoài, phải nhốt anh lại, giam lỏng anh, cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn hạ. Hoắc Nhị gõ gõ bàn,
trong lòng lại nổi lên tia ác ý. Hoắc Kính Đình mỉm cười với Lục Quyến, nói được thì làm được. Rất cảm ơn Hoắc tổng, sau này chúng ta đều là người thân, cậu ủng hộ tôi một chút, tôi đã có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Không cần khách sáo, tôi biết. Hoắc Kính Đình xoa xoa đầu gối, lộ ra vẻ mặt hơi mệt mỏi. Bà xã, anh mệt, chúng ta về nhà đi. Đạt được mục đích là được rồi. Lục Kiều đỡ anh đứng dậy. Thái độ của Lục Kiến như nô tì, nhắm mắt theo đuôi, luôn đi theo sau Hoắc Kính Đình, cố gắng nói hết những lời hay để lấy lòng. Đừng nhìn Hoắc Kính Đình bị phế đi, nhưng anh vẫn có quyền lực và tiếng nói. Chuyện làm người thân này là đáng giá. Sau khi chào hỏi, những người không biết còn tưởng quan hệ của bọn họ rất tốt. Hoắc Kính Đình dẫn Lục Kiều đi. Sau khi xe chạy ra ngoài, cuối cùng Lục Kiều không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Hoắc Kính Đình cũng cười đắc ý. Cái này gọi là tay không chồng cổ sói trắng. Nói ra ba câu đã tạo ra nút thắt, gài bẫy Lục Kiến, dễ dàng nhận được tiền. Đối phó lại người này, phải để cho ông ta nắm hạt vừng nhặt dưa hấu. Thực sự có hạng mục như vậy sao? Có. Nhưng hạng mục này đã bị bỏ lại, đoán chừng không thể nào hoàn thành được. Anh xấu quá. Lục Kiều vung nắm tay nhỏ đánh vào cánh tay anh, nhưng trên mặt cô không giấu được sự vui mừng và ngưỡng mộ. Cảm ơn bà xã đã khích lệ. Đáng ghét. Lục Kiều bị anh chọc ghẹo có chút xấu hổ, ôm lấy cánh tay, vô thức dựa vào bả vai anh. Hoắc Kính Đình vuốt vuốt tóc cô, trong nội tâm dâng lên một loại kiêu ngạo. Trước kia anh hô mưa gọi gió, đàm phán thương vụ trăm tỷ cũng không kiêu ngạo như bây giờ. Có thể được bà xã ngưỡng mộ, tiếng cười sảng khoái của bà xã, khuôn mặt tươi cười như hoa của bà xã. Tôi mời em một bữa thịnh soạn, buổi tối về sớm một chút, ngày mai đi sớm để đón bà ngoại. Nếu ông ta không có tiền, em cũng không cần lo lắng, tôi có. Phải đảm bảo bà ngoại được điều trị tốt nhất. Giọng cô Hoắc Kính Đình điềm đạm. Lục Kiều ừ một tiếng. Cảm ơn anh. Không cần nói vậy, chuyện này tôi phải làm. Bà ngoại là người quan trọng nhất của tôi, là người thân duy nhất của tôi. Tôi thực sự không thể mất bà ngoại. Có lẽ Hoắc Kính Đình không biết cô biết ơn anh như thế nào. Từ lúc anh hỗ trợ nhờ Chu Thanh Lam sắp xếp phòng bệnh và bác sĩ cho đến viện phí vừa rồi, cô đối với Hoắc Kính Đình tràn đầy cảm kích, cảm động. Sự thấp thỏm lo âu cũng được xoa dịu. Bà ngoại nói, mặc dù tôi là Kiều Cỏ Dại, Lục Lâm là Mỹ Lệ Ngọc Lâm, nhưng tôi là cỏ dại có thể tự do sinh trưởng, có sức sống mãnh liệt, tự do tự tại, bất khuất. Dì nhỏ căn bản không quan tâm đến tôi, là bà ngoại đã nuôi tôi lớn. Khi còn nhỏ tôi bị những đứa trẻ trong thôn bắt nạt, mắng tôi không có cha mẹ. Bà ngoại lập tức dẫn tôi đến nhà đứa trẻ bắt nạt tôi để cãi nhau. Bà ngoại nói không có cha mẹ thì có gì sai, có bà ngoại. Hoắc Kính Đình nghe xong chợt hiểu ra, hóa ra tên của hai người còn có ý nghĩa này. Lục Kiến đã làm tất cả những gì có thể để khinh thường hai đứa trẻ này từ lúc họ sinh ra. Trong mắt Lục Kiến, Lục Kiều chính là cỏ dại. Anh cảm thấy hơi hối hận, đáng lẽ vừa rồi cần phải lấy 200 vạn, thậm chí còn nhiều hơn, làm Lục Kiến phá sản mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng. Đúng vậy, bà ngoại nói cũng đúng. Tôi cũng hy vọng em có thể tự do tự tại, có sức sống mãnh liệt, bất khuất. Hoắc Kính Đình đồng ý với lời bà ngoại. Đúng vậy, đây cũng là hy vọng của anh. Nói thật, Hoắc Kính Đình chưa từng gặp cô gái nào cuồng dã hơn Lục Kiều. Bất kể là kiếm nghiêng giả quỷ dọa người, hay là cầm chổi đánh đập tàn nhẫn, hoặc là tất cả những người làm độc ác xấu xa, hết lần này đến lần khác là mới nhận thức của Hoắc Kính Đình. Anh tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ, nữ cường thì mạnh mẽ kiên quyết, nữ trưởng phòng thì năng lực ưu tú, quý cô nổi tiếng thì tao nhã quý phái, nữ sinh nhỏ thì hoạt bát vui vẻ. Ngay cả nhóc con Hoắc Tĩnh Văn cũng bị chiều hư nghịch ngợm. Cho dù Hoắc Tĩnh Văn có nghịch ngợm cỡ nào cũng không có khả năng đi đánh nhau, mắng chửi người khác được. Nhưng Lục Kiều đã phá vỡ hình tượng về một phu nhân giàu có tri thức, hiểu lễ nghĩa, hiền lương thục đức. Cô rất tùy hứng, rất phô trương, dùng cách của bản thân để bảo vệ cho người khác và bảo vệ chính mình. Nhìn qua cảm thấy cô rất kỳ lạ, nhưng sau khi tiếp xúc sẽ phát hiện cô rất đáng yêu, dám yêu, dám hận, dám làm, đầu óc thông minh còn linh động, có hơi cằn nhằn. Rất khác một đại phu nhân giàu có khác. Lục Kiều như vậy rất tốt,
Nữ thổ phỉ chính là nữ thổ phỉ. Hy vọng cô vui vẻ, hy vọng cô nở nụ cười sán lạn. Quy định cứng nhắc chỉ có thể cưỡng ép cô, tùy ý phô trương mới đẹp. Muốn ăn gì? Em nghĩ một chút, chúng ta cùng nhau đi thưởng thức mỹ vị. Hoắc Kính Đình không cho Lục Kiều đắm chìm trong sầu não. Ngày mai bà ngoại đến, cô sẽ rất vui vẻ. Hải sản. Được. Vừa nhắc nhở tài xế tìm một nhà hàng buffet hải sản. Hình như có một nhà hàng ở trung tâm thành phố, có hơn 6.000 vị, hương vị rất ngon, đa dạng đầy đủ. Đáng tiếc cuộc điện thoại đã cắt đứt cuộc hẹn của bọn họ. Ông cụ Hoắc gọi điện thoại đến. Vợ con đánh vợ của lão Tam sao? Mau quay lại cho bà, nói về chuyện này một chút. Khiển trách một trận rồi cúp điện thoại ngay lập tức. Dù thế nào tôi còn không đánh được cô ta, còn muốn tôi coi trọng gia pháp của nhà anh sao? Lục Kiều nghe vậy thì mất hứng. Vợ Hoắc Tam không có giáp tâm hại người, có thể đánh cô ta sao? Cô cũng không phải là không nói đạo lý. Đoán là đã đi tố cáo rồi. Chúng ta quay về nhà thờ tổ xem. Em cũng nên gặp tất cả những người trong gia đình thôi. Lục Kiều chu miệng rất không vui. Hoắc Kính Đình cười khẽ. Sợ cái gì? Có tôi ở đây, không ai dám bắt nạt em. Không phải là tôi sợ, tôi tức giận. Bà anh là một lão già không có đạo lý. Có lúc nào ông ấy nói đến đạo lý? Nếu không phải nhà ông Hoắc có nền móng sâu xa, có thể đã bị ông ấy hủy diệt hoàn toàn rồi. Hoắc Kính Đình khinh thường hừ một tiếng. Đối với ba mình, ngoại trừ oán hận, Hoắc Kính Đình không có bất kỳ cái gì gọi là tình cảm ba con. Lục Kiều đã điều tra nhà ở Hoắc. Hoắc Kính Đình là con trai trưởng, Hoắc Nhị và Hoắc Tam đều là vợ lẽ sinh ra. Ba anh em họ trạc tuổi nhau. Năm nay Hoắc Kính Đình 32 tuổi. Hoắc Nhị bằng tuổi Hoắc Kính Đình. Hoắc Tam cũng chỉ kém bọn họ vài tháng mà thôi. Trong lúc vợ chính mang thai, ông Hoắc đã lừa dối hai người phụ nữ bên ngoài. 2 năm ôm ba. Vợ chính còn đang ở cữ, vợ lẽ đã ôm bụng bầu đến thăm. Khi đó ông nội của Hoắc Kính Đình còn sống, nhất định phải làm chỗ dựa cho con dâu chính thức, đồng thời cũng có ý niệm sinh càng nhiều con trai thì càng nhiều phúc khí. Vợ lẽ không được phép vào cửa nhà Hoắc, ba Hoắc Kính Đình cũng không thể để nòi giống ở ngoài. Các khoản nợ phong lưu không được phép mang vào nhà Hoắc, cho Hoắc Kính Đình cổ phần công ty, hơn nữa còn ủng hộ sau khi Hoắc Kính Đình lớn lên sẽ thừa kế nhà Hoắc, với điều kiện là hai đứa trẻ do vợ lẽ sinh ra cũng được vào nhà Hoắc. Bây giờ mẹ Hoắc đang hướng tu hành, bà ấy cũng rất thất vọng với chồng mình. Lớn lên trong hoàn cảnh này, không cần phải nói cũng biết trong lòng Hoắc Kính Đình có bao nhiêu oán hận. Tuổi càng lớn, lục đục trong công việc cũng càng nhiều, anh em tương tàn là chuyện thường ngày. Cái gọi là ba hiền con hiếu, anh em hòa thuận tôn kính lẫn nhau, trong nhà Hoắc giống như chuyện cười. Lục Kiều hừ mũi chán ghét. Nhà giàu lắm chuyện. May mà đến lúc đó là tôi đi rồi. Sau khi Hoắc Kính Đình nghe xong những lời này, anh nhướng mày. Nhà tổ nhà Hoắc thì càng xa hoa hơn, nhìn thoáng qua một cái thì giống như một tòa thành được xây dựng theo phong cách châu Âu, vô cùng xa hoa. Chiếc Mercedes-Benz này bọn họ mà mang ra so sánh thì đúng là chiếc xe tệ nhất. Hoắc Tĩnh Văn chạy từ trong nhà ra, cô ấy hơi hoảng. Mợ bà đã khóc lóc kể lể một lúc lâu rồi. Chị ta đã mô tả chị dâu cả thành mẫu dạ xoa rồi. Bà rất tức giận, bảo là bắt buộc phải cho chị dâu cả chịu gia pháp. Mẹ em cũng sốt ruột, lo chị dâu cả chịu thiệt, nên dặn em tới ngăn hai người. Mẹ chúng ta bảo anh cả đi là được rồi, còn chị dâu thì về đi. Làm gì có con dâu mới cưới về nhà chồng đã bị bố chồng làm khó dễ bao giờ. Hôm nay chị ấy mà bị ba làm khó xử, rồi xử theo gia pháp, thì cả đời này cũng sẽ bị nhị phu nhân, tam phu nhân bắt nạt cho không ngừng đầu lên được. Bà Hoắc đúng là người mẹ chồng tốt. Mẹ con bọn họ ở đây có 4 người là vào một phe, cùng vinh cùng nhục. Bất kể có tổ chức đám cưới hay không, đã kết hôn rồi và vào cửa rồi thì chính là phu nhân của Hoắc Kính Đình, là con dâu trưởng của nhà Hoắc. Theo lý mà nói thì cô là đương gia chủ mẫu đời tiếp theo của nhà Hoắc, có địa vị cao hơn nhà lão nhị, lão tam. Lục Kiều bị làm khó thì sau này sẽ không thể ngẩng đầu trước mặt các em dâu được nữa. Hoắc Kính Đình cũng không lập uy được, đây chẳng phải là làm nhục cả nhà 4 người dòng chính này rồi sao? Nói gì thì Hoắc Kính Đình cũng là con trưởng của nhà Hoắc. Lúc ông cụ nhà Hoắc còn sống đã chỉ định người nối nghiệp,
Cho dù ông Hoắc có ghét đứa con đã mất đi địa vị, thân phận là Hoắc Kính Đình đi chăng nữa, thì ông ta cũng không dám quên lễ pháp tổ tiên. Nể tình Hoắc Kính Đình còn chưa khỏe, ông ta cũng không dám trách móc Hoắc Kính Đình nặng nề quá. Để Lục Kiều rời đi, thế thì cuộc họp gia đình để trách tội này cũng không còn tác dụng gì nữa. Hoắc Tĩnh Văn đợi mãi, nhìn thấy xe đến đây rồi thì chạy ra ngăn. Vào xe hay là đi vào trong nhà với Tĩnh Văn? Hoắc Kính Đình cũng lo Lục Kiều bị thiệt. Lục Kiều chưa gặp đám phu nhân nhà giàu nói năng móc mỉa, trọng ngoáy làm tổn thương người khác này bao giờ. Vẻ rụt rè cao quý lộ ra từ trong xương cốt. Cái kiểu cao cao tại thượng chỉ tay năm ngón đó thực sự là rất sỉ nhục người. Lại cộng thêm có chỗ dựa là ông Hoắc, hôm nay hai vợ chồng bọn họ sắp bị kể tội đây. Không cần, Lục Kiều chẳng để ý, cô vung tay lên chẳng sợ gì cả. Hôm nay chị muốn nhìn xem rốt cuộc ai bắt ai chịu ra pháp. Hoắc Tĩnh Văn bị câu này dọa cho đứng hình. Chị dâu nói phét hơi quá. Anh em hai người đều không cần ra tay, xem hôm nay chị đối đầu với ông ấy thế nào này. Lục Kiều thả tóc. Hôm nay vì để mình trông xinh đẹp hơn, cô còn để tóc dài uốn xoăn sóng cơ. Trận chiến sắp bắt đầu rồi, kiểu tóc này không có khí thế. Cô dùng ngón tay cào cào tóc, rồi tết một cái đuôi ngựa. Bên cạnh bố em không có vệ sĩ chứ? Cô chợt nhớ đến vấn đề này. Hoắc Tĩnh Văn lắc đầu ngơ ngác. Chỉ có nữ thư ký xinh đẹp như hoa thôi. Bố em Hoắc Nhị, Hoắc Tam, không biết võ chứ? Không đâu. Không đúng, đại tẩu, chị chuẩn bị đi vào đánh nhau à? Hoắc Tĩnh Văn giật cả mình. Cô ấy kéo kéo tay áo anh cả. Vợ anh định đánh nhau giữa chốn đông người đấy à? Một cô gái như chị ấy quần ẩu với ba người đàn ông ư? Trời chưa rạng đông đã muốn đi tìm chết à? Làm sao chị có thể đi làm chuyện thô lỗ như thế cơ chứ? Lục Kiều rất là vô tội. Chị sẽ lấy lý phục nhân, đến lúc đó em kéo anh trai em đứng xa ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoắc Tĩnh Văn cũng tái rồi. Đây vẫn là muốn đánh nhau. Hoắc Tĩnh Văn suy nghĩ, hay là chị cầm theo một cái gậy, cầm vũ khí thì không bị thiệt. Lục Kiều bị chọc cười cho cười ha ha. Đáng ghét, nghĩ cô là hắc quả phụ, hắc phượng hoàng đấy à? Kính Đình, vào đây. Ông Hoắc ở bên trong hét to. Ông ta đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của Lục Kiều, ông ta tức lắm. Lục Kiều không sợ, cô liền đi vào. Hoắc Kính Đình kéo em gái rồi nói nhỏ, đi đến từ đường xin bài vị của ông nội mang ra đây, chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống. Hoắc Kính Đình định giả vờ mù, dưới tình huống không muốn để lộ chân tướng thì không tiện thẳng thắn bảo vệ Lục Kiều. Mẹ anh thì đi theo con đường tu hành từ lâu, đã không quan tâm đến chuyện thế tục. Có thể áp chế được ông Hoắc thì chỉ có ông nội thôi. Hoắc Kính Đình đuổi theo Lục Kiều, anh đi chậm lại, nói nhỏ dặn dò Lục Kiều, anh thu phục ông ấy, em bớt bớt nóng tính lại một chút. Hiểu rồi. Ngoại giao trước quân sự sau, đạo lý này Lục Kiều hiểu. Phòng khách ở nhà tổ nhà Hoắc xa hoa lộng lẫy, trang trí theo phong cách châu Âu, màu trắng cũng làm thêm cả viền vàng nữa. Trên chiếc sofa ở khu tiếp khách đã được mọi người ngồi kín chỗ từ lâu rồi, tạo thành thế chân vạc. Ông Hoắc, bà Hoắc ngồi ở vị trí chủ nhà. Vợ chồng Hoắc Nhị ngồi bên trái, vợ chồng Hoắc Tam ngồi bên phải. Chỉ chừa cho hai vợ chồng bọn họ một chiếc sofa trông nhỏ hẹp còn thấp nữa. Bà Hoắc nhìn thấy hai người họ đi vào, bà ấy nhíu mày, lắc đầu. Lục Kiều khẽ ân tay, ý bảo mẹ chồng yên tâm. Ông Hoắc thì trợn trừng mắt, phụng phịu trừng mắt, ngang ngược hung hăng, uy nghiêm cường thế. Hoắc Kính Đình vừa đi vào một cái, Hoắc Nhị, Hoắc Tam đều đứng lên chào hỏi. Đây cũng là lần đầu tiên Lục Kiều gặp toàn bộ người nhà Hoắc. Phu nhân Hoắc Nhị thoạt nhìn là một tiểu thư khuê các điển hình, dịu dàng cao ngạo. Hoắc Nhị, Hoắc Kính Đường cũng thế. Môi mỏng mắt sách, nét mặt lộ ra vẻ khôn khéo, lạnh nhạt cứng rắn. Khuôn mặt tươi cười chỉ làm cho người ta có cảm giác khuôn mặt này cô ấy giả dối. Phu nhân Hoắc Tam là một tiểu thư đanh đá Trung Hoa thuộc hộ nhà giàu mới nổi. Hoắc Tam, Hoắc Kính Huy thì là một người đầu béo, tai to và mắt nhỏ, tóc bóng dầu và mặt đầy dầu. Người như này trong lòng có tâm tư gì thì đều viết hết lên mặt cả rồi. Gọi một tiếng anh cả cũng tỏ ra rất là không kiên nhẫn. Lục Kiều không kìm được cảm thấy may mắn. May mà Hoắc Kính Đình đẹp trai, lại có dáng người đẹp. Cho dù cơ thể anh có một chút không trọn vẹn,
thì anh cũng là nhân trung long phượng. Nếu không thì với cái tướng mạo như hai người này thì dù có ân tình với cô lớn cỡ nào, cô cũng không lấy. Ừ, cô cũng hơi bị xem trọng nhan sắc đấy. Hai vợ chồng Hoắc Nghị coi như còn khách khí với Lục Kiều, bọn họ ngoan ngoãn gọi đại ca đại tẩu. Hai vợ chồng Hoắc Tam thì chỉ cho Lục Kiều cái lườm với cả một cái hừ lạnh. Ông Hoắc nén giận chỉ vào sofa. Ngồi. Hoắc Kính Đình kéo Lục Kiều ngồi xuống. Kính Đình, vợ con đánh vợ lão Tam, có chuyện này hay không? Không để bọn họ ngồi yên chứ, ông Hoắc đã hỏi luôn rồi. Sự việc xảy ra ắt có nguyên nhân, và lại cũng không phải là vợ con đánh Tam đệ muội, mà là đánh đầy tớ. Đầy tớ không biết phép tắc, bất kính với chủ nhân, làm việc thì lạm quyền, tùy tiện nhúng tay vào chuyện của chủ nhân, châm chọc khiêu khích đủ kiểu với vợ con. Vợ con không nhịn được nữa nên mới ra tay. Hoắc Kính Đình bảo vệ Lục Kiều, quăng hết nguyên nhân cho đầy tớ. Thế này chẳng phải là đã thay đổi tính nghiêm trọng của vấn đề rồi hay sao? Ông Hoắc nhìn về phía vợ Hoắc Tam, sao lại nói khác thế? Ba, anh cả là đang thiên vị Lục Kiều, sự việc hoàn toàn không phải là như vậy. Con nghe thấy người làm ở biệt viện xin từ chức tập thể không làm nữa, con có lòng tốt đưa quản gia sang đấy, muốn giúp anh cả một phen. Lục Kiều đã sỉ nhục người quản gia mà con dẫn đến, quản gia chỉ làm việc theo thông lệ, hỏi thêm vài câu cũng là vì lo cho an toàn của anh cả. Lục Kiều không cho người ta nói, chưa nói xong thì đã động thủ đánh người ta rồi. Ba nhìn đi, con bị đánh ở trên mặt con đây này, trên tay con toàn là vết lằn, toàn là Lục Kiều đánh đó. Nhị tẩu cũng nhìn thấy. Vợ Hoắc Tam khóc lóc phản bác, rồi nhìn về phía vợ Hoắc Nhị. Vợ Hoắc Nhị gật đầu. Đúng vậy ba, con nhìn thấy rất rõ ràng. Chị dâu cả có hơi lỗ mãng, chị ấy đã quét em dâu từ tam viện đến cổng chính. Con không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng đại tẩu đánh người thì con đã nhìn thấy. Đại tẩu, em dâu ba, chúng ta đều là chị em dâu, có một số hiểu lầm nói ra là được, đừng động tay động chân. Chị dâu cả, hôm nay chị hơi quá đáng rồi đấy. Vợ Hoắc Nhị nói câu này khéo quá, giúp vợ Hoắc Tam cùng nói xấu Lục Kiều, nhưng từ đó còn giả bộ làm người tốt, tỏ vẻ thông minh, trái phải đều không đắc tội ai hết, còn có thể giả bộ làm người hòa giải. Ông Hoắc hung hăng chừng Lục Kiều một cái. Từ khi Lục Kiều vào làm dâu, ông ta rất là bất mãn, bây giờ thì càng bất mãn đến cực điểm. Nhìn sang bà Hoắc ở bên cạnh. Con dâu bà mà bà không quản à? Ông Hoắc hy vọng vợ mình nghiêm khắc dạy dỗ Lục Kiều. Tôi hiểu Lục Kiều, con bé không phải là người không nói lý. Bà Hoắc nói xong lập trường của mình thì nhắm mắt lại, tay cầm Phật châu niệm kinh, bày ra thái độ mặc kệ không hỏi. Ông Hoắc hừ nhẹ một cái, bà không quản thì tôi quản. Sau đó ông ta chỉ Lục Kiều rồi mắng to. Từ khi cô bước chân vào nhà Hoắc, không có ngày nào biệt viện được an bình. Cô định làm cho nhà Hoắc rối tung nên gà bay chó sủa hả? Xuất thân từ nhà nghèo, không ai dạy cô lễ nghi gia pháp, cứ mặc kệ cho cô hồ nháo đấy à? Lục Kiều đang định lên tiếng, Hoắc Kính Đình đã đè tay cô lại. Vợ con có chỗ nào làm không tốt hả? Cô ấy tóm được người hầu độc ác hạ độc con là không tốt, hay là đốc thúc cho con mau khỏe lại là không tốt? Con sống ở biệt viện lâu như thế, con không hề thấy chuyện gà bay chó sủa mà ba nói. Con chỉ thấy có sự dẹp yên và chấn chỉnh lại trật tự của toàn bộ biệt viện. Cô ấy chẳng có thân thế bối cảnh gì, nhưng cô ấy hiểu biết, lương thiện hơn những thiên kim tiểu thư xuất thân từ gia đình giàu có kia. Khi anh nói ra câu đằng sau, mặt vợ Hoắc Nhị, vợ Hoắc Tam đều hiện lên vẻ tức giận. Anh nói vậy chẳng phải là đang nói cho bọn họ nghe hay sao? Hoắc Kính Đình khinh thường hừ một tiếng. Bà cũng đừng nói mấy câu như gia đình nhỏ nhà nghèo nữa. Mấy chục năm trước, chẳng phải nhà Hoắc cũng là gia đình tư sản đi theo con đường tư bản chủ nghĩa đấy à? Hồi đó khi đi dạo phố, bị người ta chửi mẹ là thằng chó, bà cũng từng bảo là chi bằng sinh ra ở gia đình bình thường còn hơn đấy à? Phong thủy luân chuyển, không ai cao quý hơn ai đâu. Hoắc Kính Đình nói xong câu này đã đâm trúng vào chỗ đau của ông Hoắc. Vì bảo vệ Lục Kiều, Hoắc Kính Đình trở mặt rồi. Bà bắt nạt vợ con mặc kệ ba có phải là ba ruột của con hay không, con nhất định phải đáp trả lại. Ông Hoắc tức đến tím cả mặt, ông ta đập tay xuống bàn trà. Hoắc Kính Đình, con điên rồi hả? Ba là ba của con dám ăn nói với ba như thế hả? Con đừng tưởng sức khỏe con không tốt mà ba không dám đánh con. Ông thử động vào một sợi tóc của anh ấy xem,
Nụ Kiều không thể nào nhịn được nữa, cô chợt đứng ra, vung tay áo, xoa thắt lưng, trông như con gà trống chuẩn bị đánh nhau, lông toàn thân đều dựng thẳng lên. Ông Hoắc nào có bị thách thức uy nghiêm như này bao giờ đâu. Nhất thời ông ta nổi trận lôi đình. Ông ta cầm lấy cốc trà, rồi định ném vào Hoắc Kính Đình và Lục Kiều. Bà Hoắc chợt mở mắt ra, ném Phật châu trong tay về phía mấy cái cốc trà. Bên trong phòng khách lặng ngắt như tờ, cốc trà của ông Hoắc đang giơ ở giữa không trung. Nhìn thấy vợ mình tức giận, ông ta sượng mặt, ngượng ngùng để cốc trà lại bàn trà. Sức khỏe Kính Đình như thế mà ông còn dám ra tay với thằng bé hả? Không có Lục Kiều bảo vệ thì Kính Đình đã chết rồi. Ông lắm con trai, có chết một đứa ông cũng không quan tâm. Nhưng tôi chỉ có một đứa con trai này thôi. Ông làm tôi nóng, thì chúng ta hãy tính rõ hết ân oán trong mấy chục năm nay đi. Bình thường bà Hoắc tu Phật không hỏi chuyện thế tục, nhưng mà khi bà ấy nổi giận thật rồi thì ông Hoắc cũng phải sợ. Sống cùng nhau bao nhiêu năm, ông ta đã bị bà Hoắc tóm được biết bao nhiêu chuyện khuất tất. Bà Hoắc đã tu Phật, bà ấy chẳng có tâm tư đi đấu đá với mấy cái thứ cũ rích kia cho lắm. Nếu mà thực sự chọc vào đầu quả tim của bà Hoắc thì bà Hoắc có thể tha cho ông Hoắc hay sao? Ông Hoắc cũng biết điểm này, nhược điểm bị tóm, ông ta cũng không dám hò to ngay trước mặt bà Hoắc. Lại cộng thêm nhà mẹ đẻ của bà Hoắc cũng rất mạnh, ông ta dám ư? Nhìn thấy ông Hoắc ngượng ngập, bà Hoắc cũng dịu đi. Lục Kiều à, còn bớt nóng tính lại, không ai nói chuyện với trưởng bối như thế đâu. Kính Đình, cho dù có như thế nào thì ông ấy cũng là ba con. Mẹ biết con Bình đã lâu, trong lòng có oán giận, nhưng có những lời con không nên nói. Đánh tiếng hết một lượt xong, bà Hoắc thản nhiên liếc mắt nhìn Hoắc Nhị, Hoắc Tam. Hai người này cũng không dám to mồm với mẹ cả, bọn họ cúi đầu không lộ ra vẻ mặt xem kịch hay nữa. Bà Hoắc lại cầm Phật châu lại, nhắm mắt. Thế thì cô cũng không thể đánh em dâu cô chứ? Ông Hoắc im lặng được một lúc, sau đó họng súng lại nhắm vào Lục Kiều lần nữa. Ông ta vẫn muốn làm chỗ dựa cho vợ của đứa con trai thứ ba. Nhà Hoắc chúng ta là gia đình giàu có, từng hành động lời nói đều phải có tiêu chuẩn. Cô đến chưa lâu, không hiểu. Không sao, hôm nay tôi sẽ phá lệ cho cô biết gia pháp. Ông Hoắc nói xong thì nhìn bà Hoắc một cái. Bà Hoắc không có hành động gì. Ông Hoắc tiếp tục dương oai. Đầu tiên, người hầu cũng là người, chủ nhân không được tùy tiện đánh mắng. Cô không phân rõ trái phải, tiến lên là động thủ, cái này là cô không đúng. Tiếp theo, chị em dâu, con gái con dâu đều là người thân, không được tùy tiện bịa đặt thị phi trong ngoài ly gián, càng không được tùy tiện chửi bới khinh thường. Mấy cô con dâu các cô ở chung không hòa thuận, suốt ngày đâm bị thóc chọc bị gạo gây xích mích, thế chẳng phải là khiến cho mấy anh em nảy sinh mâu thuẫn nội bộ hay sao? Ông Hoắc càng nói càng dài dòng. Anh em như thể tay chân, đồng lòng thì cùng có lợi, anh em bất hòa gia đình không hưng thịnh. Tuy mấy đứa là phụ nữ, nhưng cũng đảm đương trọng trách khai chi tán diệp, trợ giúp cho người đàn ông của mình gánh vác trách nhiệm xây dựng nhà Hoắc hưng thịnh. Mấy đứa cũng là bộ mặt của nhà Hoắc. Ở thành phố này, nhà Hoắc của chúng ta cũng là một gia đình lớn và giàu có. Mấy đứa có mất lễ nghi, mất dạy, ra tay đánh nhau để cho người ta cười cho, thử hỏi có mất mặt nhà Hoắc không cơ chứ? Lục Kiều len lén trợn trắng mắt, mang cái mũ này vào, chỉ thiếu chút nữa là ông ta nói thất phu hữu trách luôn thôi. Những lời nói rỗng tuếch, tội danh như có như không, tất cả đều bày ra. Cô cũng đừng hiểu lầm ý tốt của người khác. Vợ thằng ba là nó lo không đủ người hầu, phục vụ các cô không tốt, cũng lo cô không biết phép tắc. Có một quản gia ở bên cạnh trợ giúp, cô cũng sẽ không mắc sai lầm. Tất cả mọi người cũng đều muốn tốt cho hai đứa, sao cô lại đối xử với vợ thằng ba như thế à? Quét đánh người ta ra ngoài, còn đánh cả vào mặt của vợ thằng ba nữa. Cô bảo tôi phán nói với bên thông gia như thế nào đây? Kính Đình sức khỏe không được tốt, không thể ràng buộc cô, nên cô coi trời bằng vùng đấy à? Trong mắt cô có còn nhạo Hoắc nữa hay không? Nói cô mấy câu cô liền nổi giận. Tôi là bố chồng cô, có cô con dâu nào lại đi nói chuyện với trưởng bối như thế này không hả? Không tôn trọng trưởng bối, không có lễ phép, hành động như một người đàn bà chanh chua. Lục Kiều, cô xin lỗi vợ thằng ba ngay cho tôi, sau đó đến từ đường quỳ gối với tổ tông. Đã trừng phạt rồi, nhận lỗi rồi, xin lỗi, xong đến từ đường quỳ,
Lục Kiều hừ lại một tiếng, cô hất cằm, kiêu ngạo không tuân theo. Tôi không đi thì sao? Ông Hoắc không ngờ quyền uy của ông ta lại bị thách thức, mặt ông ta trầm xuống. Ngay từ đầu tôi đã không đồng ý hôn sự của hai người. Dượng của cô muốn bám vào nhà phú quý nên đã nhét cô cho nhà Hoắc chúng tôi. Từ phương diện nào đó thì cô cũng không phù hợp với tiêu chuẩn lấy vợ của nhà Hoắc, không đạt yêu cầu của nhà Hoắc chúng tôi. Cô có sự chênh lệch quá lớn với tiêu chuẩn cô con dâu hiền của nhà Hoắc chúng tôi. Chỉ có giả cô về, hôn sự này mới không còn giá trị nữa. Mua đồ có thể trả hàng không cần lý do trong 7 ngày. Nhà ở Hoắc các ông cưới vợ cũng có thời gian thử việc, không hài lòng là có thể trả hàng à? Cô vừa nói ra câu này, Hoắc Tĩnh Văn không nhịn được bật cười. Thế là trúng một cái lườm của ông Hoắc. Hoắc Kính Đình cũng không nhịn được cười, anh cúi đầu ho nhẹ một tiếng. Lục Kiều nhìn ông Hoắc với ánh mắt trào phúng, mặc kệ ông ta có tức giận hay là mắng nhiếc, Lục Kiều cũng không quan tâm. Tôi bực mình rồi đấy. Hôn sự của tôi và Hoắc Kính Đình, một ông bố chồng như ông cứ chọn linh tinh cái gì hả? Ông này, bây giờ không phải là thời dân quốc, Hoắc Kính Đình cũng không phải là một tên ngốc. Ông bảo trả tôi về thì anh ấy phải trả tôi về chắc. Ông nói có ý nghĩa không? Hoắc Kính Đình sẽ nghe ông chắc? Pháp luật cho phép sao? Hoắc Tĩnh Văn muốn cho chị dâu một cái biệt hiệu, đó là chuyên gia trả đũa bằng ngôn ngữ. Cô ấy lớn bằng từng này, đây là lần đầu tiên cô ấy thấy ba bị nói cho không phản bác lại được như thế này. Nói mà ông ta á khẩu không trả lời được, không hiểu sao cô ấy rất sảng khoái. Ông thực sự cho rằng dưới mông ông là Long ỷ đấy hả? Nói gì mà nói nhiều thế? Nếu như không phải vì Hoắc Kính Đình thì ông có được kiệu tám người khiêng tới mời tôi thì tôi cũng không thèm nhìn ông lấy một cái. Nhà Hoắc các ông chẳng cao quý đến thế đâu. Lục Kiều xốc tay áo, xoa thắt lưng, vẻ mặt khinh thường, nhưng cái dáng điệu của người đàn bà chênh chua này lại đáng yêu thế. Người không to nhưng khí thế thì mạnh. Cô hoàn toàn không để ông Hoắc vào mắt, không phân rõ thị phi, càn quấy, phong kiến cổ hủ, cuồng vọng tự đại. Chính là ông nói đấy. Ông Hoắc bị Lục Kiều nói cho tức đến nỗi mặt lúc trắng lúc đỏ, lúc thì tím, toàn thân run cầm cập. Ông ta chỉ vào Lục Kiều, cô, cứ cô một lúc lâu. Ông ta quay qua mắng Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình, con nhìn đi, con thấy vợ con mắng ba con như vậy mà con không có nói câu nào sao? Hoắc Kính Đình rất là vô tội, anh khẽ buông lỏng tay. Ba, mắt con bị hỏng rồi, không nhìn thấy được. Hoắc Tĩnh Văn không thể nào nhịn được nữa, cô ấy cười to ha ha. Chị dâu và anh cả quả không hổ là hai vợ chồng, phối hợp ăn ý quá. Hai người họ ra tay thì có thể làm tức chết một đám. Bà Hoắc cũng bật cười, bà ấy mở mắt ra nhìn Lục Kiều, ánh nhìn toát lên vẻ vui mừng, cũng mang theo chút cảnh cáo. Bà ấy khẽ lắc đầu, ý bảo Lục Kiều bớt bớt lại. Có Lục Kiều ở đây, Hoắc Kính Đình sẽ không phải chịu thiệt thòi nữa. Hoắc Kính Đình cũng ủng hộ Lục Kiều hết sức mình. Tôi không đấu võ mồm với ông nữa, làm như thể tôi bắt nạt người già vậy. Đấu võ mồm với ông cũng không có cảm giác thành tựu. Tôi và ông nói chuyện thực tế, nói đạo lý đi. Lục Kiều chỉnh lại nét mặt, không còn mang vẻ mặt ông có tức chết là ông đáng đời, chọc tức ông Hoắc nữa. Tôi không thanh minh cho bản thân, tôi diễn cho ông xem một lần, tôi cho ông biết Hoắc Kính Đình đã sống những ngày như thế nào. Lục Kiều nhìn trái nhìn phải, sau đó cô lấy khăn quàng cổ của Hoắc Kính Đình xuống, rồi đi về phía ông Hoắc. Ông hãy cảm nhận một chút về cảnh ngộ của Hoắc Kính Đình đi, mắt anh ấy không nhìn được, ông hãy trải nghiệm một phen đi. Ông Hoắc lùi ra sau đề phòng, không biết Lục Kiều muốn làm gì. Lục Kiều đi vòng đến bên cạnh ông ta. Tôi không hại ông. Ông tưởng tôi định cầm một cái dây thừng giết chết ông à? Đã lớn tuổi vậy rồi mà còn nhát gan thế. Cô hừ một tiếng khinh bỉ, sau đó cô quấn khăn quàng cổ lên mắt ông Hoắc. Sau đó cô cua cua tay trước mặt ông ta, xác nhận ông ta không nhìn thấy gì nữa. Ông Hoắc, ông uống trà đi. Nói xong cô rót một chén trà, lúc bưng qua, cô ngắt một quả nho rồi ném vào trong chén trà. Ông Hoắc không nhìn thấy gì, không biết cho nên khi chén trà chạm vào môi, ông ta há miệng định uống. Nhưng uống vào thì không phải trà, mà một quả nho trôi vào trong miệng, ông ta suýt thì bị nghẹn. Cô! Ông ta hơi tức giận, không phải cô bảo là uống trà sao? Tức giận rồi à? Đúng vậy, tôi bảo là rót trà cho ông. Ông nghĩ rằng cái mà ông uống vào chính là trà sao? Ông có biết được tôi đã bỏ cái gì vào cốc trà của ông hay không?
Lục Kiều tiếp lời ông ta, cô nói tiếp. Ông có thể tháo khăn quàng cổ xuống, trừng mắt mắng tôi lừa ông. Hoắc Kính Đình thì không thể nhìn được, cho nên có người hạ độc vào trong đồ ăn của anh ấy. Anh ấy cũng không phát hiện ra, rồi cứ thế ăn vào. Ông có biết tây phán không? Loại thuốc giữ bình tĩnh dành cho người bệnh tâm thần mắc chứng hậm hực uống đấy. Những người hầu kia ngày nào cũng cho Hoắc Kính Đình uống. Vẻ mặt ông Hoắc có hơi ngưng trọng. Thuốc bổ, canh gà hầm, điểm tâm trái cây, bữa ăn ngon gì đó đưa đến, Hoắc Kính Đình chỉ được ăn tí da lông, thậm chí anh ấy còn không được ăn. Lục Kiều bưng chén trà lên, xì một tiếng khinh miệt. Uống trà. Ông Hoắc nghe thấy tiếng xì kia, lần này ông ta hoàn toàn không nhận chén trà nữa. Ông nôn ra ngụm nước rồi à? Có thấy ghê tởm không? Bên trong canh của Hoắc Kính Đình, những người hầu ác độc cũng nhổ nước miếng vào đấy. Ông Hoắc kéo chiếc khăn quàng xuống. Ông ta đã biết Hoắc Kính Đình ở biệt viện phải chịu biết bao nhiêu khốn khổ rồi. Đám nô tài gian xảo này tạo phản rồi. Ông ta thở phì phì đứng lên, định đi gọi điện thoại bắt hết những tên người hầu đã thay kia lại. Lục Kiều tiến lên một bước, ngăn trước mặt ông Hoắc. Ông đi làm gì vậy? Tôi đi gọi điện thoại. Gọi điện thoại làm cái gì? Trừng trị những tên khốn kiếp kia. Chuyện này để người khác đi làm thì được rồi. Ông đi làm gì? Tôi phải ra lệnh. Ông đã lớn tuổi thế này rồi, từ đây đến chỗ điện thoại xa lắm. Ông đi rồi ông ngã ra đấy thì sao? Ông đừng đi nữa. Ông ngồi xuống đi. Tránh ra. Không được. Tôi là vì tốt cho ông. Cô xong chưa vậy? Mời ông ngồi lại chỗ ngồi. Lục Kiều, ông tức giận làm cái gì? Đây chính là chuyện mà Hoắc Kính Đình trải qua sáng nay. Đây chính là chuyện mà tên quản gia được vợ Hoắc Tam tìm đến đã làm với Hoắc Kính Đình. Ông tức giận rồi à? Hoắc Kính Đình không tức giận sao? Đến cả quyền đi ra khỏi cửa mà anh ấy cũng không có. Tôi không hề phóng đại sự thật, chính là như thế đó. Thậm chí so với việc này thì ông còn phải hỏi đến gốc rễ của sự việc. Bọn họ có thể nói đây là vì tốt cho Hoắc Kính Đình, vì để tốt cho anh ấy nên không cho anh ấy ra khỏi cửa à? Anh ấy là chim ở trong lồng sao? Ông tới cảm động lên một chút đi. Ông bảo liệu ông có đuổi bão hay không? Liệu ông có đánh người hay không? Lục Kiều diễn đầu đuôi sự việc cho ông ta xem một lượt, để ông ta có cảm nhận hệt như chính mình tự trải qua vậy. Thế thì ông ta sẽ biết cuộc sống của Hoắc Kính Đình đã diễn ra như thế nào. Bây giờ ông đã hiểu rồi chứ? Ông Hoắc nhíu chặt chân mày. Hoắc Kính Đình ở biệt viện hơn một năm nay, ông Hoắc bận rộn yêu đương với người mẫu trẻ, căn bản là mặc kệ luôn. Hoắc Kính Đình kết hôn với Lục Kiều, ông ta mới đi qua một lần, còn những lúc khác thì ông ta hoàn toàn không tới. Bây giờ ông ta đã biết Hoắc Kính Đình sống như thế nào. Biệt viện có 20 người hầu, bọn họ thay nhau bắt nạt Hoắc Kính Đình, bỏ thuốc độc vào trong đồ ăn của anh ấy, cho anh ấy ăn đồ sống nguội hỏng thiêu, mở miệng ra thì đủ các loại châm chọc. Hoắc Kính Đình ốm lên cơn sốt dần dần cũng không ai lo. Những người hầu này làm cái gì vậy? Bọn họ phục vụ người ta như thế sao? Tôi không đuổi bọn họ đi. Giữ bọn họ lại, để cho bọn họ tiếp tục hãm hại Hoắc Kính Đình à? Ông bảo tôi gây rối náo loạn làm cho gà bay chó sủa. Vậy được, cho ông xử lý chuyện này, ông sẽ làm như thế nào? Ông đặt mình vào hoàn cảnh của người khác rồi nghĩ đi. Nếu như ông là Hoắc Kính Đình thì ông có muốn nhẫn nhịn như thế này hay không? Lục Kiều khí thế bức người, ném vấn đề lại cho ông Hoắc. Ông Hoắc nghiêm khắc nhìn về phía hai vợ chồng Hoắc Nhị. Kính Đường, người hầu ở biệt viện là do một tay vợ con sắp xếp. Con từng nói rằng bọn họ đều là những trợ thủ đắc lực được đào tạo bài bản, chắc chắn có thể chăm sóc tốt cho anh cả con. Vậy là chăm sóc như vậy sao? Vợ chồng các con đang muốn làm cái gì? Ngại thằng bé chết quá chậm à? Muốn giày vò chết thằng bé sao? Hai vợ chồng Hoắc Nhị sợ đến nỗi vội vàng đứng lên. Công việc của con bận quá, không thể đi thăm anh cả được. Con không biết những chuyện này, là con chọn người không hiệu quả. Trước mặt con bọn họ đối xử rất tốt với anh cả, không ngờ sau lưng lại hại anh ấy như vậy. Hai vợ chồng Hoắc Nhị vội vàng phủi sạch quan hệ. Bây giờ nói không biết rồi à? Chẳng phải mỗi ngày chú Lý điên kia đều báo cáo với cô sao? Em dâu hai, cô từng dặn đi dặn lại ông Lý không được cho Hoắc Kính Đình đi ra ngoài đọc báo xem tin tức. Chẳng phải cô muốn giam lòng Hoắc Kính Đình hay sao? Cô muốn từ từ giày vò chết anh ấy. Lục Kiều không hề nề mặt vợ chồng Hoắc Nhị, cô nói toạc ra âm mưu của bọn họ. Không có, ba, con không có.
Con thực sự vì muốn tốt cho anh cả. Chị dâu, số lần chị em dâu chúng ta gặp nhau không nhiều. Em có làm chỗ nào không tốt thì chị chỉ ra để cho em sửa. Chị bôi nhọ em như vậy để làm gì? Em và chú Lý bắt tay hại anh cả. Chị có chứng cứ không? Chị không được nói em như vậy. Nhị phu nhân chính là thông minh, biết ngụy biện, giả vờ ấm ức phản bác, đòi bằng chứng. Lục Kiều chịu thiệt rồi. Cô thực sự không ngờ được điều này. Cô cũng không có băng ghi âm gì cả. Hoắc Kính Đình nghe thấy Lục Kiều nghẹn lời, anh khẽ thở dài. Giờ cô biết đấu đá bừa bãi không được rồi chứ. Vẫn phải chú trọng chiến thuật sách lược. Lục Kiều không phải là người biết nói dối. Hoắc Kính Đình làm chứng cho Lục Kiều đúng lúc, ra sức ủng hộ. Anh cả giận em không có gì để phản bác. Dù sao thì người giúp việc cũng là do em tìm mà đến. Chưa làm tốt công việc của mình, để anh cả chịu thiệt thòi ấm ức. Anh cả, anh có ý kiến với em cũng phải. Em tin chị dâu là người không nói dối, nhưng em cũng canh ngay không sợ chết đứng. Em chưa bao giờ làm chuyện sai khiến người khác hại anh cả. Vợ Hoắc Nhị nói nghe thật oan ức. Lục Kiều híp mắt, cô gặp phải đối thủ rồi. Còn có quản gia Từ mà nhà lão Tam tìm nữa, cái loại quên chức trách, không biết ai là chủ kia thì ai mà chịu cho nổi. Nói là vì tốt cho Hoắc Kính Đình, thế là ngăn cản không cho phép anh ấy ra khỏi cửa như thế à? Còn không phải là cá mè một lứa với chú Lý đấy à? Đều muốn kiểm soát Hoắc Kính Đình. Bình mới rượu cũ, chẳng phải là sai ông ta làm cho Hoắc Kính Đình ra hang hổ thì vào miệng sói à? Nhà lão Tam, con nói như thế nào đây? Con không có. Ba, con vợ cậu ba Hoắc không thông minh được như vợ cậu hai Hoắc, cũng không nói khéo léo được như người ta. Bị chất vấn thì trong lúc nhất thời không tìm được cớ, ấp ba ấp úng. Nhìn đi, cô ta không còn gì để nói nữa chứ gì. Cô ta làm chuyện xấu lòng lang dạ thú, lộ tẩy rồi này. Cô ta muốn hại tôi tuổi trẻ đã phải làm quả phụ. Tôi không nên đánh cô ta sao? Đánh người khác thì nhầm mất, còn chê tôi ra tay không đủ ác cơ. Với tâm tư của tôi còn muốn ra tay tát 50 cái tát vào mồm cô ta cơ. Lục Kiều bắt được lý rồi. Trận này tấn công Tam phu nhân, Tam phu nhân đã trúng một cái trừng mắt của ông Hoắc. Tôi là con nhà gia đình nhỏ không có khá giả gì cả, tôi chưa bao giờ được người khác hầu hạ. Nhưng tôi nghĩ các ông là có tiền, không biết làm gì cho tốt nên đốt hả? Một cái biệt viện mà 20 người hầu, chỉ trông coi một mình Hoắc Kính Đình. Anh ấy còn quý hơn gấu trúc sao? Đừng có nói mấy lời kiểu vì tốt cho anh ấy. Giám sát chính là giám sát. Tôi đuổi một đám người xấu đi, sau đó bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý đồ, vẫn còn muốn nhét người vào trong viện của anh ấy. Thế là cứ muốn giày vò anh ấy sao? Ông nói cái gì mà anh em như thể tay chân, gia tộc vẻ vang, thế một đám người hầu cứ đòi vào trong hại chết anh ấy, thì là có mưu mô gì hả? Bây giờ trong biệt viện đã có người chăm sóc cho Hoắc Kính Đình chưa? Hoắc Tĩnh Văn nghe đến đây thì vội vàng nói. Có ạ, là dì Triệu mấy người đó đi qua chăm sóc anh cả. Ừ, đủ người rồi thì không cần cho thêm người hầu sang chỗ thằng bé nữa. Không cần thiết, ai cũng không được. Ông Hoắc ra lệnh một tiếng. Hoắc Nhị, Hoắc Tam bất mãn nhưng cũng không dám nữa. Bây giờ ông đã biết rõ sự việc rồi chứ? Biết tại sao tôi lại đánh cô ta rồi chứ? Ừ. Lục Kiều lấy được câu khẳng định này, cô cười, nhoáng cái đã trở nên đắc ý. Cô hất cằm, rất là kiêu ngạo. Tôi bảo vệ chồng tôi sai à? Không sai. Tôi đuổi người hầu đi, có đúng không? Đúng. Tôi đánh Tam phu nhân và tên quản gia mà cô ta mang đến, có nên hay không? Ông Hoắc nhíu chặt chân mày, làm gì mà hỏi mãi vậy? Tôi hiểu. Vậy được. Ông đã bảo mọi chuyện tôi làm đều không sai. Ông còn phạt tôi đi xin lỗi và quỳ từ đường nữa không? Nói rõ ra là được rồi, những cái kia không tính nữa. Bây giờ đến lượt ông xin lỗi tôi rồi đấy. Xử oan cho tôi, vu cáo hãm hại tôi, đổ cho tôi một đống tội danh, còn uy hiếp trả tôi về. Ông không phân rõ phải trái, nghe một bên tin một bên, nổi giận lung tung còn bắt nạt tôi. Ông nói xin lỗi tôi, sau đó đi đến từ đường quỳ, tự kiểm điểm lại chính mình đi. Lục Kiều kiêu ngạo, cô ngang ngược nhất đời rồi. Cái gì gọi là nửa mày nửa mặt, cái gì gọi là vinh vinh váo váo, cô đã thể hiện ra một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Ông Hoắc đỏ bừng mặt, xấu hổ và cũng tức giận nữa. Ông ta nhìn Lục Kiều rồi định chất vấn Hoắc Kính Đình. Con xem vợ con nói chuyện với ba con như vậy đấy hả? Sau đó nhìn thấy đôi mắt vô thần của Hoắc Kính Đình thì không hỏi ra lời được. Hoắc Kính Đình hoàn toàn không đứng về phía người ba này.
Ông Hoắc hối hận á? Ông ta muốn ra oai phủ đầu với Lục Kiều, lập quy tắc cho cô, khiến cho Lục Kiều không dám hung hăng, rồi cái qué gì cũng nói nữa. Không ngờ ông ta lại bị Lục Kiều bắt chẹt ngược lại. Uy chưa lập được nhưng mất mặt là thật. Mau nói xin lỗi đi. Lục Kiều không bỏ qua, cô không bị thiệt. Cô bị ông Hoắc gào quát một lúc lâu như vậy, ắt hẳn phải lấy lại thể diện. Ba, Tổ huấn nhà Hoắc cũng có một điều, phạm lỗi thì phải tự kiểm điểm lại ngay. Hoắc Kính Đình ở bên cạnh thêm mắm thêm muối. Đi 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 đi, đi hết đi, mấy đứa cũng đi hết đi. Ta đã tạo cái nghiệp gì mà lại sinh ra một cái đám nợ như mấy đứa chứ. Đi hết đi. Ông Hoắc không xuống đài được, thế là hầm hừ mắng hết tất cả mọi người. Ông ta vung tay áo lên đi trước luôn. Lưu Kiều cất cao giọng, cách xa hoa đào nát ra, cẩn thận thân bại danh liệt. Cô nhắc nhở thiện ý thật. Ông Hoắc tức đến nỗi suýt tỉ ngã trên cầu thang. Hoắc Kính Đình, con ly hôn với con bé đi. Kiểu con dâu này ông ta không muốn. Ly hôn thì không thể đâu. Tôi sẽ sinh cho ông hai đứa cháu trai cháu gái giỏi như tôi để chúng chơi với ông. Lục Kiều thừa thắng xông lên, tiếp tục công kích ông Hoắc. Lần chiến đấu này Lục Kiều thắng lợi hoàn toàn. Hoắc Kính Đình cười ra tiếng, anh còn rất mong chờ cơ. Vợ, chúng ta về nhà đi, anh cũng muốn làm ba sớm một tí. Lục Kiều nghe thấy câu này thì quay mặt đi, đỏ mặt. Chỗ nào cũng có anh. Mắng anh một câu, cổ cũng đỏ rồi. Bà Hoắc mỉm cười hài lòng. Lúc đầu bà ấy cũng cảm thấy Lục Kiều và Hoắc Kính Đình không hợp. Cô nhỏ tuổi, bằng cấp thân thế không tốt, không có bối cảnh, nhưng đã cưới về rồi thì chỉ cần cô đối xử tốt với Hoắc Kính Đình thì thế là được rồi. Giờ xem ra đây là một cặp trời đất tạo nên, vô cùng hợp nhau. Lục Kiều dũng mãnh đáo để, lý trí thông tuệ, thật đáng quý biết bao. Cô gái này rất tốt, rất xinh đẹp, tính cách rất mê người. Bà ấy hoàn toàn không lo lắng về Hoắc Kính Đình nữa. Anh có cô vợ tốt thế này bảo vệ, nửa đời sau Hoắc Kính Đình có thể sống bình an thanh thản rồi. Hoắc Tĩnh Văn cũng muốn cổ vũ cho chị dâu. Chị dâu siêu, chị dâu trâu bò, chị dâu chị mạnh nhất. Chị dâu, chị chính là thần tượng của em. Hoắc Tĩnh Văn hưng phấn đến nỗi nhảy lên. Cô ấy thực sự rất bội phục Lục Kiều. Cô ấy kéo tay Lục Kiều. Chị dâu, chị dạy cho em với, em không có tiền đồ, gặp phải chuyện gì cũng tức giận. Còn chưa nói được mấy câu, nước mắt đã rơi, chẳng có tí khí thế gì cả, còn làm cho người ta tưởng là em dễ bắt nạt. Chị tranh luận với ba em, ông ấy mồm to, chị còn mồm to hơn. Ông ấy mắng chị nhiều như thế, chị còn phản bác lại từng câu một. Cãi nhau cũng nắm được quyền chủ động, còn làm cho bọn họ. Vừa phun ra khỏi đầu lưỡi, cô ấy định bảo là còn thuận lợi xử lý anh hai anh ba luôn. Nhìn thấy bọn họ vẫn đang ở đây, cô ấy không dám nói câu này nữa. Tóm lại chị dạy em đi, làm sao quản lý được nước mắt, không để mắt bình tĩnh. Khóc cái gì chứ, em có lý thì em không cần phải khóc. Cãi nhau mà khóc là hỏng rồi. Em nghĩ đi, cho dù chị có khóc thì chị cũng phải về nhà ôm chăn mà khóc, không được để cho người ngoài nhìn thấy rồi cười chê. Trước khi em khóc, em phải làm cho đối phương khóc trước. Như thế có phải là em có cảm giác thành tựu không? Em hãy xông đến cảm giác thành tựu hưng phấn kia, tuyệt đối đừng khóc, mắng lại là được rồi. Lục Kiều còn truyền thụ cho cô em chồng kinh nghiệm cãi nhau, kiểm soát tuyến lệ phát triển như thế nào nữa cơ. Rất nhiều cô gái đều như thế này, tức gần chết rồi mà chưa nói đã khóc trước rồi. Mình cũng ghét chính mình như vậy, lại không thể thay đổi. Đừng khóc, em hãy nghĩ là em khóc là em sẽ thua, sẽ không trải nghiệm được tư vị chiến thắng nữa. Nhìn đi. Hai vợ chồng Hoắc Tam thở phì phì rồi đi. Hai vợ chồng Hoắc Nhị thì vẫn giữ thái độ anh em tình thâm, mỉm cười nhìn Hoắc Kính Đình và Lục Kiều. Chị dâu có tài ăn nói ghê, lần đầu tiên gặp mặt đã để lại cho em ấn tượng sâu sắc thế này. Chị dâu yêu thương anh thật, tình cảm này khiến cho người khác hâm mộ quá. Hoắc Nhị khen Lục Kiều. Đúng vậy, anh xem anh cả kìa. Từ sau khi chị dâu vào cửa, khí sắc với sức khỏe của anh cả đều rất tốt, tốt hơn nhiều so với trước kia rồi. Xem ra ngày anh ấy bình phục không còn xa nữa. Chị dâu có bản lĩnh thật đấy. Vợ Hoắc Nhị cũng phụ họa theo. Anh cả, anh đã khỏe rồi, thế có phải anh cũng nên về công ty làm việc rồi không? Hơn một năm nay em vẫn luôn thay mặt giữ chức của anh, em làm không được như anh,
Em hơi lực bất tòng tâm. Anh đã khỏe lên rồi thì anh quay lại làm việc đi. Em cũng từ chức thả lỏng một tí. Hoắc Kính Đình nghe ra Hoắc Nhị đang nói mát, đang thăm dò. Mắt anh vẫn chưa khỏi. Vì công ty cũng chỉ thêm phiền phức. Chẳng phải chú hai đang làm rất tốt sao? Cứ tiếp tục làm đi. Nhưng em thấy anh cả vẫn còn rất để tâm đến công việc. Sao anh biết được hợp tác với nhỏ Thượng vậy? Có phải ai đó lại đến làm phiền anh, rồi lắm mồm nói với anh đúng không? Lục Kiến nói với anh. Hoắc Kính Đình đá nồi cho Lục Kiến, mặt không đổi sắc. Con người Lục Kiến này có nhân phẩm như thế nào thì chú cũng biết rồi đấy. Vợ anh cũng bị ông ta lừa. Ông ta lấy bà ngoại ra để uy hiếp vợ anh kết hôn với anh. Nào ngờ sau khi vợ anh kết hôn với anh xong, ông ta lại không thực hiện lời hứa. Hôm nay bọn anh gặp nhau, Lục Kiến nhắc đến dự án hợp tác của nhỏ Hoắc với nhỏ Thượng. Hy vọng anh làm mối bắc cầu cho ông ta. Anh cũng biết làm như vậy là đưa vấn đề khó cho chú. Chú nể mặt vợ anh, cho ông ta dự án công trình này đi. Thế à? Được, anh cả đã mở lời rồi thì em nhất định phải làm theo. Cảm ơn em dâu hai thường xuyên tặng thuốc bổ. Sau này không cần tặng nữa đâu. Cái gì anh mà chẳng có. Không làm em dâu hai vất vả nữa. Đây là chặn vợ chồng Hoắc Nhị ở ngoài cửa. Chỉ còn kém mỗi bảo nhà tôi các người ít đến lại đi. Vâng. Vợ Hoắc Nhị lên tiếng đồng ý. Sau đó thì nhìn Lục Kiều rồi mỉm cười. Chị dâu cả mới đến. Em cũng phải đưa chị dâu cả đi dạo đây đó, gặp bạn bè thân thích. Chị dâu cả, sau này chúng ta là bạn thân. Em đưa chị ra ngoài chơi, giải sầu mua sắm. Lục Kiều lắc đầu. Tôi giải sầu tôi không mua sắm. Tôi đến công viên xem số mệnh cho người khác. Vợ chồng Hoắc Nhị không biết nói gì nữa. Hoắc Kính Đình cười ra tiếng. Anh vỗ tay Lục Kiều. Nghịch ngợm. Được rồi, bạn anh mệt rồi, đi trước đây. Lục Kiều đỡ cánh tay Hoắc Kính Đình. Hai người nắm tay gắn bó thân thiết, trông còn rất có vẻ vợ chồng tình thâm giúp đỡ lẫn nhau cơ. Vẻ mặt Hoắc Nhị trầm xuống. Lại thêm một kẻ nữa giúp đỡ anh ta. Miệng lưỡi sắc bén, lỗ mãng vô tri. Nghĩ cách tiếp vậy. Hoắc Nhị nhìn vợ. Vợ Hoắc Nhị mỉm cười, sau đó khoác tay Hoắc Nhị. Tôi giải quyết cô ta thì được, nhưng tôi không cho phép có con riêng giành gia sản của con tôi. Phu nhân, chúng ta vẫn hợp tác vui vẻ. Hai vợ chồng Hoắc Kính Đình lên xe. Hai người cười đến nỗi sắp điên rồi. Hoắc Kính Đình và hai đứa em, ông Hoắc đấu qua đấu lại bao nhiêu năm nay, hôm nay là lần sảng khoái nhất. Thà nào Lục Kiều bảo có thù thì phải trả thù ngay trước mặt, trong lòng mới không uất ức. Quả như là thế, trực tiếp phản bác lại, cứng rắn ngay trước mặt, nói có lý, có chứng cứ đanh thép phản kích lại, thì đúng là một trận đấu sảng khoái, thư thái, quá thoải mái. Em làm tôi phải lau mắt mà nhìn đấy. Em làm mới nhận thức của tôi về em hết lần này đến lần khác. Hoắc Kính Đình thật không ngờ Lục Kiều lại siêu thế. Ban đầu thấy cô đánh nhau, anh cảm thấy không thể tin nổi. Lần thứ hai cô đánh nhau thì anh không ngạc nhiên nữa. Hôm nay cô không động thủ, nhưng cái miệng nhỏ thì nói cho ông Hoắc cứng miệng. Ông ta tức giận mà không làm gì được. Cô nói ra một đống sự thật, còn nói đạo lý, lấy được toàn thắng. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, dốc hết sức, lợi hại mạnh mẽ, xử lý đâu vào đấy. Cái này cũng gọi là giỏi văn giỏi võ rồi nhỉ. Nếu ông ta không chọc tôi thì tôi cũng giữ lại chút thể diện cho ông ta. Ông ta nói cái gì mà trả tôi về? Thế là tôi nóng mắt. Ông ta là ai chứ? Dựa vào cái gì chứ? Tôi sống với anh cơ mà. Tôi có kết hôn với ông ta đâu. Ông ta còn coi mình là hoàng thượng đấy à? Anh cũng không phải tên ngốc ngu dốt. Dọa ai đấy? Không cho ông ta biết tí lợi hại thì ông ta còn nghĩ tôi dễ bắt nạt thật đấy. Phòng trường đời này, ông ấy sẽ không dám chọc em nữa đâu. Gặp phải người lợi hại rồi, ông Hoắc không dám cân nhắc chuyện lập gia pháp nữa. Lục Kiều không ăn cái hố này của ông ta. Anh còn lo Lục Kiều không đối phó được, nên anh còn xin mang bài vị của ông cụ Hoắc ra cơ, nhưng mà không dùng đến. Lục Kiều dũng mãnh, cô không cần người khác bảo vệ nữa rồi. Không chỉ có ông Hoắc không dám tùy tiện chọc vào Lục Kiều, phòng trừng nhờ Hoắc Nhị, Hoắc Tam cũng không dám nữa rồi. Lục Kiều quá lợi hại, cô sẽ không uyển chuyển suy nghĩ khéo léo, cũng sẽ không vì cái này, vì cái kia mà cân nhắc. Cô chỉ biết mình không được chịu thiệt. Bà ngoại tôi nói, toàn thân tôi
toàn là gai nhọn, hoàn toàn không có sự dịu dàng của con gái. Tôi là một người tính khí nóng nảy như quả ớt nhỏ vậy. Tôi mà không thay đổi tính cách đi thì sau khi kết hôn, chồng đánh cho một ngày ba trận. Tôi phản bác bảo anh ta dám, anh ta đánh tôi một lần thì tôi sẽ liều mạng với anh ta. Hoắc Kính Đình vội vàng xin khoan dung. Vợ, tôi không có bạo lực gia đình đâu, em đừng liều mạng với tôi, cơ thể tôi không được đâu. Sao cái gì anh cũng nói được vậy? Lục Kiều lại đỏ mặt nữa rồi. Anh đừng nói nữa, nếu bà ngoại tôi mà đến anh nói như vậy thì tôi không nói rõ được đâu. Bà ngoại em không biết chuyện này à? Tôi chưa dám nói với bà, nếu như mà bà biết thì chắc chắn sẽ không cho tôi tới. Tôi đã nói với bà ngoại rằng tôi đến đây tìm bác sĩ chữa bệnh cho bà. Tôi tưởng mắt anh không sao, giúp anh lấy lại mọi thứ đã mất cũng rất đơn giản, 10 ngày nửa tháng là làm xong. Bên này anh thành công là tôi có thể rời đi, nhưng mắt anh như thế này tôi cũng không đi được nữa. Bây giờ tôi cũng hiểu rồi, bên cạnh anh là đám sói quay xung quanh, muốn đi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thế nếu như sau khi bà ngoại em tới rồi biết chuyện, liệu bà có tự trách rồi tức giận không? Thương em dưới cơn tức giận không chữa trị nữa. Lo lắng của Hoắc Kính Đình cũng là lo lắng của Lục Kiều. Tôi cũng sợ như thế, nhưng bệnh của bà ngoại tôi không chữa thì không được. Cùng lắm thì đến lúc đó tôi từ từ nói cho bà biết. Người mà Lục Kiều sợ nhất chính là bà ngoại, bây giờ cô hơi lo lắng rồi. Chúng ta có thể nói cho bà biết bằng một hình thức khác. Làm như thế nào? Tôi nghĩ cách cho. Em đừng lo cái này nữa, tôi sẽ làm cho bà ngoại tiếp nhận trị liệu, và bà cũng sẽ không trách em. Lục Kiều rất tin tưởng anh, Hoắc Kính Đình thông minh, lắm kế, anh sẽ giải quyết tốt thôi. Cô mỉm cười rồi gật đầu chắc nịch với anh, tin tưởng anh hoàn toàn. Trên gương mặt là nụ cười ngọt ngào. Hoắc Kính Đình giả bộ không nhìn thấy, nhưng ngón tay hơi ngứa, anh rất muốn chạm vào mặt cô. Lúc đấu với người khác thì hung hăng, nhưng ở trước mặt mình thì mỉm cười ngoan ngoãn đáng yêu như thế này. Anh đành phải nói sang chuyện khác. Chuyện hôm nay em cảm thấy em đã thắng rồi à? Lời này làm cho nụ cười của Lục Kiều biến mất. Cô khom lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút không cam tâm. Tôi gãi nhau thắng ba anh, nhưng tôi đã thua nhà lão nhị. Nhớ đến cuộc đấu võ mồm tối ngày hôm nay, mặc dù nhìn qua thì cô chiếm thế thượng phong, đánh bại ông Hoắc, nhưng cô đã thua vợ chồng Hoắc Nhị. Vợ Hoắc Nhị bảo cô có bằng chứng không, một câu nhẹ nhàng bâng quơ đã phủi sạch quan hệ với những chuyện xấu mà cô ta từng làm kia đi. Hoắc Kính Đình ừ một tiếng, anh rất hài lòng. Cô nhóc này không có kiêu ngạo quên hết tất cả, vẫn biết tự xét lại tìm được vấn đề cơ. Thực ra người hầu ở biệt viện toàn là nhà lão nhị sắp xếp. Tôi thực sự đã nghe thấy cô ta chỉ huy chị Tuệ, chú Lý, không cho anh đi ra ngoài gì gì đó. Cô ta mới là người đứng sau chỉ huy, phòng trừng cũng là ý của Hoắc Nhị. Hôm nay tôi nhân cơ hội này vạch trần những chuyện mà bọn họ làm, tính nhân cơ hội này bắt ông già trừng phạt bọn họ. Nhưng cô ta giả vờ đáng thương bị oan uổng, còn thách thức tôi, nói hai ba câu đã hóa giải được vấn đề. Tôi sơ suất quá. Cô thở phì phì hừ một tiếng, gặp đối thủ rồi. Em đã rút ra được bài học chưa? Lần sau tôi nghe thấy cô ta sắp làm chuyện xấu, tôi sẽ ghi âm lại trước. Lục Kiều búng ngón tay, thông minh rồi chứ, cô đã học được cách nắm lấy bằng chứng rồi đấy. Hoắc Kính Đình cười ra tiếng, cô vẫn còn ít tuổi, có lúc suy nghĩ chưa đủ chu toàn. Ngã một lần thông minh ra là rất tốt, nhưng mà em muốn mãi mãi chịu thiệt ở chỗ cô ta. Cô ta bẫy em một lần, em phòng bị một lần, tại sao em không thể bẫy cô ta cơ chứ? Chủ động xuất kích tốt hơn so với bị động chịu đòn mà. Lục Kiều quay đầu lại, tóc đuôi ngựa xoẹt qua mặt Hoắc Kính Đình. Cô nắm lấy đầu gối của Hoắc Kính Đình, hai mắt lóe lên. Không hiểu sao Hoắc Kính Đình lại nghĩ đến con chó nhỏ. Anh bật cười. Nói đi nói đi. Cô lắc lắc đầu gối anh. Mau nói đi, lần sau tôi phải phòng bị cô ta như thế nào? Hoắc Kính Đình giả vờ sờ soạng, tiện thể sờ tóc cô. Em dâu hai thông minh hơn em dâu ba, chú hai có sự hỗ trợ của cô ta đã giành được một chỗ lợi không nhỏ. Cô ta rất giỏi. Em nhìn cô ta, em thấy cô ta đoan trang hào phóng, dịu dàng hiền lành. Cô ta tâm tư khôn khéo, biết ăn nói, biết làm ra vẻ vô tội đáng thương.
Ừ, rất trà xanh. Lục Kiều đưa ra định nghĩa. Hoắc Kính Đình gật đầu. Đúng vậy. Ở cùng cô ta thì em phải có cảnh giác. Mỗi câu mà cô ta nói em đều phải phỏng đoán. Đừng bị dẫn dắt bởi lời nói của cô ta. Nắm được quyền chủ động. Còn nữa, đấu đá bừa bãi trước mặt cô ta chính là một khuyết điểm. Chiêu này mà đối phó với em dâu ba thì không sao, còn đối với em dâu hai thì không được. Ở trước mặt em dâu hai thì em phải kiềm chế tính tình, không được hơi tí là động tay động chân, càng không được cái gì cũng nói ra hết. Cô ta bắt được nhược điểm của em thì chắc chắn sẽ công kích em. Ghi âm gì gì đó kia thì chắc chắn rồi. Em còn phải rất cẩn thận với cô ta. Lục Kiều chu miệng. Anh nói cả nửa ngày cũng chưa nói đến cụ thể là làm như thế nào. Học cách kiềm chế, đừng có chuyện gì cũng phải ra tay. Đánh nhau không giải quyết được vấn đề, sẽ chỉ càng làm sâu thêm mâu thuẫn thôi. Học thông minh một chút, khởi động cái đầu nhỏ của em, dùng trí để thắng. Lục Kiều hừ hừ. Sống ở nhà anh chính là tham gia vào tiết mục đại não mạnh mẽ nhất. Sống một năm ở đây xong, ra ngoài là tôi có thể làm nhà khoa học rồi đấy. Khai phá trí lực, rèn luyện đầu óc, thời gian dài chỉ số thông minh của cô có thể tăng lên, vượt qua Einstein luôn. Cẩn thận phòng bị cô ta là được. Lục Kiều quyết định sau này cô không đơn độc gặp nhà Hoắc Nhị nữa. Muốn đấu trí, đầu óc cô có hơi không đủ dùng. Xoa xoa bả vai, khẽ ngáp một cái. Mệt rồi à? Hoắc Kính Đình chạm vào tay Lục Kiều, sờ sờ thấy hơi lạnh. Anh kéo qua rồi nắm chặt. Đi đi lại lại cả ngày, bây giờ trời đã tối rồi. Em nghỉ ngơi một lúc trước đi. Sau khi về nhà ăn cơm xong thì đi nghỉ ngơi. Sáng mai em còn phải về quê nhà đấy. Lục Kiều ừ một tiếng. Cô mệt lắm rồi. Cuộc gặp ngày hôm nay cô đã bận từ sáng đến tối đây này. Hoắc Kính Đình ôm vai cô, kéo cô xuống, cho cô gối lên chân mình. Lục Kiều nhỏ gầy mong manh, cô co người ở ghế sau cũng không sao. Trên người đắp chiếc áo khoác của Hoắc Kính Đình, khoang mũi là mùi gỗ thoang thoảng. Tâm trạng kích động của Lục Kiều dần bình ổn lại. Chiếc xe vững vàng chạy về phía trước. Lục Kiều vẫn có hơi buồn ngủ. Dì Triệu đã chờ từ sớm rồi. Bà ấy đã làm một bàn đầy đủ ăn. Lần này không có ăn tách nữa. Hoắc Kính Đình gọi mọi người cùng nhau ăn cơm. Phu nhân à, tôi đã hầm tổ yến cho cô rồi đấy. Mỗi ngày ăn một bát, rất tốt cho làn da. Nước nóng tôi đã xả ra sẵn rồi. Giường của hai người cũng đã trải xong rồi. Đi ngủ sớm đi. Dì Triệu nháy mắt. Lục Kiều không để ý. Đợi về đến phòng ngủ rồi, cô mới phát hiện cô mất giường rồi. Dì Triệu đã quét dọn căn phòng rất là sạch sẽ. Chắc là lo đồ đạc bày trong phòng nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến việc Hoắc Kính Đình đi đường, nên đã xử lý những món đồ trông đẹp nhưng không có giá trị sử dụng gì lắm đi rồi. Giường ở phòng khách đã được dọn đi rồi, ghế bành cũng không còn nữa, đổi thành hai cái sofa đơn mềm. Bàn trà thì cũng chuyển đi hết rồi. Dưới sàn nhà trải thảm thật dày, chỗ góc cạnh cũng đã dùng miếng xốp dày bịt lại. Lo Hoắc Kính Đình không cẩn thận va vào. Những việc làm này là tốt vì Hoắc Kính Đình, nhưng không còn giường ngủ thì cô ngủ ở đâu? Hoắc Kính Đình đi vào thì cũng phát hiện ra cái vấn đề này. Anh hơi xấu hổ nhưng vẫn phải giả bộ không nhìn thấy cái gì hết. Anh mau đi bảo dì Triệu chuyển giường của tôi về đi. Lục Kiều thấy anh đi vào thì như nhìn thấy cứu tinh, cô vội vàng kéo cánh tay anh. Sau đó cả nhà đều biết. Sau khi kết hôn thì chúng ta vẫn luôn chia giường ngủ à? Thế thì danh tiếng của tôi sẽ mất hết. Sau khi mắt mù chân què, cộng thêm chân thứ ba cũng có bệnh vô dụng. Sơ sơ là nhắc đến Hoắc Kính Đình thì mọi người đều cảm cái một câu: anh nguy quá. Hoắc Kính Đình tiện tay kéo lấy tay cô đi về phía phòng ngủ. Dì Triệu tự cho mình là thông minh này có hơi rắc rối. Nếu đã vậy thì chúng ta ngủ chung luôn đi. Lục Kiều quay mặt đi. Kết hôn là kết hôn giả, cô là cô gái lớn thì là thật. Cô lớn từng bằng này rồi, cô còn chưa ngủ cùng với đàn ông trên một chiếc giường bao giờ. Này cô hơi ngượng ngùng nhá. Phòng ngủ của Hoắc Kính Đình rất lớn, giường cũng rất lớn, có thêm hai người nữa nằm cũng được. Nhưng mà em đừng ngủ đến chỗ tôi. Hoắc Kính Đình chợt lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Lục Kiều. Lục Kiều trố mắt nhìn. Hoắc Kính Đình sờ soạng rồi ngồi xuống mép giường. Sau đó anh túm cái thảm rồi vứt lên giường, phân rõ ranh giới, chia chiếc giường to thành hai. Tôi ở bên này, em ở bên kia.
Buổi tối lúc ngủ, em đừng vượt biên sang chỗ tôi. Hoắc Kính Đình giống như một hoàng hoa đại khuê nữ vậy, anh còn cầm một cái gối nữa cơ. So với Lục Kiều thì anh còn xấu hổ hơn cơ. Lục Kiều giờ khóc giờ cười, cái này gọi là đi con đường của người khác, làm cho người khác không có đường để đi đấy chứ gì. Có thể làm như thế này hả? Con gái người ta còn chưa nói anh không được động tay động chân, bên anh đã đề phòng trước rồi. Tôi cũng đâu có phải là sắc lang. Lục Kiều buồn bực đáp lại anh một câu. Hoắc Kính Đình cười ra tiếng, không trêu cô nữa. Ngày mai tôi sẽ bảo dì Triệu để một cái giường nhỏ vào trong phòng ngủ. Hôm nay ngủ trước một hôm này đã. Lục Kiều đồng ý, cô cầm quần áo ngủ đi tắm. Lúc này dì Triệu gõ cửa rồi đi vào. Bà ấy bê hai cái bát canh rồi đặt cạnh tủ. Đại thiếu gia, canh gà nhân sâm đã hầm xong rồi, cậu và đại phu nhân uống một ít đi. Nửa đêm đói muốn ăn gì thì cứ nói với tôi, trên bếp lúc nào cũng có món ăn khuya. Được, dì Triệu, dì chọn ra một người từ trong viện, ngày mai bà ngoại của phu nhân chuyển tới, để người đó đi bệnh viện chăm sóc bà ấy. Không thành vấn đề, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Dì Triệu mập mạp, đặc biệt hiền lành, bà ấy ngồi bên cạnh giường bóp chân cho Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình ra đời không bao lâu thì dì Triệu tới hầu hạ. Bao nhiêu năm nay nói là chủ tớ, trên thực tế thì như người thân. Dì Triệu đối xử với Hoắc Kính Đình tốt như đối xử với con trai ruột vậy. Đại thiếu gia, tôi thích vị phu nhân này của chúng ta. Hoắc Kính Đình cười, rất đáng yêu, làm cho người ta yêu thích. Bụng dạ ngay thẳng không lòng vòng, trong sáng hào phóng, có gì nói đấy. Cô gái như thế thoải mái, không có tâm tư xấu. Dì Triệu mắt sắc, nhìn người rất chuẩn. Đúng là rất tốt, cũng xinh nữa, mỗi cái là hơi gầy. Mà cũng phải, các cô gái bây giờ có mấy người béo đâu. Nhưng thấy cô ấy xinh dễ đấy, cái mông kia vừa tròn vừa vỉnh. Hoắc Kính Đình vội vàng ngăn dì Triệu lại. Đừng nói cái này nữa, cô ấy đang tắm đâu, cô ấy nghe thấy thì lại xấu hổ đấy. Xấu hổ gì chứ, đấy là chuyện sớm muộn mà. Đại thiếu gia, cậu có tĩnh dưỡng thì cũng đừng chậm trễ chuyện làm ba, mang thai sớm tốt hơn. Tôi chăm cậu đến khi cậu lớn, tôi đang giúp hai người sớm có tiểu thiếu gia, thế thì tôi có thể về hưu sớm rồi. Hai người đều đẹp trai xinh gái, sinh con ra chắc chắn là rất đẹp. Về đi. Hoắc Kính Đình giờ khóc giờ cười. Đừng nói cái này, bây giờ loại chuyện này hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh. Cậu đừng không coi chuyện đó ra gì nữa, mau nắm chặt đi. Tôi cũng không làm thời gian chậm trễ nghỉ ngơi của hai người nữa, cậu nhớ nắm chắc nhá. Dì Triệu còn làm tư thế cố lên với Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình liếc mắt nhìn bài trí trong phòng, anh phát hiện cái gì cũng có đôi có cặp. Búp bê đồ chơi hôn môi, chăn thêu uyên ương nghịch nước, còn dán không ít chữ hỉ đỏ nữa. Hoắc Kính Đình hiểu rồi, chắc chắn là dì Triệu đã nhận được mưu kế của mẹ mình, giục bọn họ sớm có con đây mà. Lắc đầu, thực sự chưa đến mức đấy, bây giờ giữa họ chỉ là quan hệ hợp tác thôi. Sự có mặt của Lục Kiều đã giúp anh rất nhiều việc, giải quyết người hầu ác độc chuyên giám thị bên trong viện, anh có thể tự do hoạt động. Hôm nay làm ở Mỹ một trận ở nhà tù, cũng không ai dám phái người tới tiếp tục giám sát nữa, bên cạnh bớt đi rất nhiều tai mắt, Hoắc Kính Đình sống tự tại hơn rất nhiều. Ban đầu anh không tin Lục Kiều có thể hỗ trợ được cái gì, không ngờ cô còn rất có bản lĩnh. Mặc kệ là dùng biện pháp gì, đạt được mục đích thì chính là cách tốt nhất. Lục Kiều tắm xong đi ra rồi lên giường. Hoắc Kính Đình quân tử tuyệt đối, mặc dù giữa giường không có đặt ranh giới gì, nhưng anh đã cố ý nằm sát ra mép giường, một mình một chiếc chăn, giữa hai người họ rộng đủ cho hai người nữa nằm. Nhắm mắt lại rồi nằm xuống, chưa ngủ. Hình như đang đeo tai nghe, nghe tin tức gì đấy. Em ngủ sớm đi, tôi đã dặn dì Triệu rồi, sáng sớm sẽ gọi em dậy. Hoắc Kính Đình biến thành nằm nghiêng, nói một câu ngủ ngon rồi cũng không động đậy nữa. Lục Kiều ừ một tiếng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hoắc Kính Đình thực sự rất nghiêm túc, dặn Lục Kiều đừng vượt qua ranh giới. Đây thực sự không phải là nói dỗn đâu, bởi vì Hoắc Kính Đình biết tư thế ngủ của Lục Kiều kỳ dị cỡ nào. Lục Kiều ngủ ở phòng khách, cô chưa lăn xuống giường, hoàn toàn là công của Hoắc Kính Đình nửa đêm đẩy cô về. Hoắc Kính Đình không biết cô gái khác ngủ thì liệu có lăn qua lăn lại như này hay không nữa, nhưng Lục Kiều ngủ thì đúng là quá giỏi lăn.
Hoắc Kính Đình đã nằm sát vào mép giường ngủ rồi. Chiếc giường to 2 mét rưỡi, anh nằm không đến 1 mét. Lục Kiều liên tục lăn, cánh tay bộp một phát đánh vào ngực của Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình đẩy Lục Kiều về, lúc về ngủ lại anh nằm nghiêng, như thế thì gần như là cho Lục Kiều cả cái giường luôn. Không đến 1 tiếng đồng hồ, Lục Kiều lại lăn về, cái chân khoác lên hông Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình quay đầu lại nhìn, Lục Kiều nằm ngang rồi. Phản ứng đầu tiên của Hoắc Kính Đình chính là anh cảm thấy rất may mắn. May mà Lục Kiều chưa có học đại học, chưa có ở ký túc xá. Với cái tư thế ngủ này của cô thì nếu mà nằm ở giường ký túc xá thì một đêm phải lăn từ trên xuống dưới đất mấy lần đây. Trước nửa đêm, cái chân của Hoắc Kính Đình còn đang đắp ở trên người anh. Sau nửa đêm, cái chân của Hoắc Kính Đình đã ở trên người Lục Kiều. Khi trời sắp sáng, chân của Hoắc Kính Đình ở dưới đất thì biết Lục Kiều giỏi lăn thế nào rồi đấy. Hoắc Kính Đình cũng không cần gì chịu gọi, trời còn rất sớm, anh đã dậy rồi. Không phải anh lo Lục Kiều về quê đón bà ngoại bị muộn giờ, mà là anh bị Lục Kiều đá liên tục cho không ngủ được. Đêm này ngủ quá là mệt mỏi. Ông mặt trời còn chưa xuất hiện, Hoắc Kính Đình đã mặc chiếc áo khoác thật dày ở trong phòng khách, day day huyệt thái dương. Đại thiếu gia, sao cậu dậy sớm thế? Cậu ngủ không ngon à? Có phải cậu không thoải mái chỗ nào không? Dì Triệu vươn tay ra sờ trán Hoắc Kính Đình. Bà ấy tưởng anh sốt. Cô ấy cướp chăn của tôi rồi, còn suýt thì đá tôi xuống giường. Chiếc giường rộng như thế mà cũng không đủ cho cô ấy lăn. Trong lời này của Hoắc Kính Đình lộ ra vẻ ấm ức. Dì Triệu cười ra tiếng. Cậu có ngốc không vậy? Cậu không biết ôm cô ấy ngủ à? Ôm chặt vào, không những có thể sưởi ấm, còn có thể ngủ ngon, còn có thể sớm sinh một em bé. Hoắc Kính Đình tức đến bật cười luôn. Chuyện gì thì dì Triệu cũng có thể kéo đến cái đề tài này được. Không ngủ nữa, lát nữa xe cấp cứu sắp tới rồi, tôi tiễn cô ấy đi. Đợi trong nhà không còn ai, tôi lại ngủ lại một giấc vậy. Cũng được, vậy đứng lên vận động đi, đi quanh viện vài vòng. Dì Triệu cũng lo Hoắc Kính Đình bình phục không tốt, bà ấy kéo Hoắc Kính Đình ra ngoài đi dạo. Đừng ỉ lại xe lăn, không khí buổi sáng trong lành lắm, hoạt động một chút còn có thể ăn nhiều hơn một chút nữa cơ. Lúc Lục Kiều dậy thì Hoắc Kính Đình đã được một bài thái cực quyền ở trong sân rồi. Bên ngoài xe cấp cứu đã tới đón. Dì Triệu cầm một cái túi to rồi đưa cho Lục Kiều. Đồ ăn để ăn ở trên đường đi, đói thì ăn, đừng quên nhé. Hoắc Kính Đình lấy ví tiền đưa cho Lục Kiều. Mang theo tiền, chuẩn bị trước không cần lo lắng. Khi nào mọi người về thì gọi điện cho tôi đến bệnh viện Nam Hồ để mọi người. Nhắc trước là tôi đã làm xong thủ tục giấy tờ rồi. Hôm nay kiểm tra không cần vội nằm viện, thì chúng ta cùng nhau về nhà.